Chàng trai cao cao tại Thượng Duy Ngã Độc Tôn, ngồi trên một chiếc xe sang ngũ quý 6 cũng biết anh ta cao ngạo như nào. Anh ta chính là Thời Yến, một tổng tài bá đạo mà chưa bao giờ lộ mặt trước các giới báo chí, một kẻ luôn xem công việc là ưu tiên, ấy vậy mà lại rung động bởi một lần vô tình nhìn thấy vẻ đẹp của một cô gái trong một buổi họp báo. Liệu cô gái may mắn kia là ai mà có thể chiếm trọn trái tim của bá đạo tổng tài, gia trưởng mới lo được cho em kia? Trịnh Thư Ý là phóng viên của một tạp chí tài chính, vì để có được bản thảo tin tức, sau nhiều nỗ lực cô đã có được cuộc phỏng vấn độc quyền với tổng tài Thời Yến. Mặc dù cô sớm đã chuẩn bị tốt, tuy nhiên vị tổng tài ưu tú huyền thoại này lại là một nhân vật rất chi là low key. Anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trên mạng xã hội, đến kênh chưa biết mà vẫn không thể điều tra ra tin tức của anh ta. Cũng có nhiều ý kiến đánh giá của mọi người về anh ta. Nữ chính tra cứu mọi thông tin liên quan đến tập đoàn Minh Dự mới tìm thấy một bức ảnh của Thời Yến chỉ lộ một đôi mắt. Tới ngày phỏng vấn cũng là ngày sinh nhật của bạn trai, vốn hai người đã hẹn nhau đi ăn chúc mừng sinh nhật, nhưng Thư Ý không muốn bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn hiếm có này. Dù sao Thời Yến cũng là nhân vật nổi tiếng trong thương trường và đây là lần đầu tiên cô tiếp nhận đi phỏng vấn. Nếu cuộc phỏng vấn thành công thì đối với cô và cả công ty mà nói là một chuyện quá hời. Thư Ý gọi điện cho bạn trai, cô nhẹ nhàng xin lỗi đối phương vì không thể tới dự sinh nhật anh ta. Không ngờ người bạn trai lại rất dịu dàng đáp lại rất chi là ôn hòa, anh không những không phàn nàn gì, anh ta còn động viên cô bạn gái mình hãy nắm bắt cơ hội. Nghe những lời mật ngọt từ anh ta khiến Thư Ý cảm thấy bản thân có lỗi. Cô hứa sẽ kết thúc cuộc phỏng vấn trong vòng 2 giờ để đến sinh nhật người bạn trai thân tín của mình. Anh ta cũng vui vẻ bảo rằng 2 tiếng nữa sẽ tới đón cô. Thư Ý đang mong chờ cuộc phỏng vấn sắp tới. Ai có mà dè lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Thời Yến. Anh ta thông báo cho cô rằng Thời Yến sắp có lịch trình, chỉ đành hẹn đổi sang ngày khác. Lúc này cô không chịu từ bỏ cơ hội hiếm có khó tìm này, thế là nhờ bạn thân Sang Sang giúp đỡ, tìm kiếm xem tối nay Thời Yến sẽ ở đâu, sau đó sẽ tới đó để chờ. Với hy vọng mong manh là có thể nắm bắt cơ hội để hoàn thành cuộc phỏng vấn với đại thần. Tuy nhiên chờ đợi rất lâu, trợ lý của Thời Yến vẫn từ chối cô. Không may là Thư Ý đột nhiên cảm thấy không được khỏe. Lúc này bụng cô kêu lên ồn ột. Cô khó chịu thấy thời gian hẹn với bạn trai sắp đến gần, thế là cô cũng đành lực bất đồng tâm mà bỏ cuộc. Cầm ô đứng dưới cơn mưa ngâu chờ bạn trai đến đón. Hôm nay trời lạnh cộng thêm cơ thể đang không ổn, Thư Ý cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng xe của Tinh Châu vẫn đang kẹt. Một tài xế đi ngang qua, thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng đợi người trong mưa, sau đó liền bắt chuyện với ý đồ đen tối. Điều này khiến Thư Ý vốn đã khó chịu, lại càng khó chịu hơn. Thời Yến ngồi trong xe, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt toàn thân run rẩy. Anh có lòng tốt muốn cho cô qua Giang một chuyến. Tôi biết trời mưa rồi nhưng tôi đang đợi bạn trai, tôi có bạn trai rồi anh đi thong thả cảm ơn. Ý tốt của anh ấy vậy mà được coi thành tâm địa đen tối. Tổng tài bá đạo tức giận đến mức nhanh chóng nâng cửa xe lên, bảo trợ lý mau chóng lái xe rời đi. Cuối cùng thì Thư Ý cũng đợi được bạn trai đến, vốn muốn tranh thủ thời gian để đón sinh nhật cùng bạn trai, nhưng anh chàng kia lại lấy lý do rằng đã muộn và đưa cô về nhà. Về tới nhà Thư Ý không thấy điện thoại đâu, cô lập tức dùng định vị phát hiện điện thoại ở trong bệnh viện. Sau đó cô mới nhớ ra mình đã để quên điện thoại trong xe của Tinh Châu. Thư Ý không khỏi lo lắng rằng bạn trai bị ốm hoặc gặp tai nạn xe vội vã đến bệnh viện. Sau khi xuống xe cô nhìn thấy xe của Tinh Châu. Cô không cẩn thận nên đã đụng phải chiếc xe bên cạnh, đang định phát tiết thì cô lại nhìn thấy biển số xe, đoán rằng chủ xe không phải dạng vừa mà là dạng rộng ra. Thế là cô bước nhanh vào trong bệnh viện, khi vừa tới cửa bệnh viện, Thư Ý nhìn thấy bạn trai bước ra từ đó, bên cạnh còn có một cô gái trẻ trung xinh xắn. Cô an ủi bản thân đối phương là bạn của Tinh Châu, không ngờ giây tiếp theo cứ như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt cô cho mau giác ngộ. Hai người lại ôm hôn nhau như trốn không người, mối quan hệ không phải là bạn bè bình thường. Lúc này có lẽ cô đã cao thêm được vài cm. Thư Ý trở về nhà trong tuyệt vọng, cô cố tình buộc chiếc vòng tay Tinh Châu tặng vào xe của anh ta. Sau khi về nhà, cô thu dọn hết đồ của tên bỉ ổi vô liêm sỉ đó tặng. Cô còn tưởng tượng anh ta khóc lóc và cầu xin sự tha thứ, không ngờ anh ta cũng vác mặt tới, nhưng kết quả lại trái với suy nghĩ của cô hoàn toàn. Tinh Châu không chỉ chủ động chia tay, còn nói rằng bản thân không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Giờ đây anh ta đã ở một cương vị khác, khi mà cô gái bên cạnh anh ta chính là một tiểu thư đài cát. Ngay cả chú của cô ta cũng lái xe biển số ngũ 6. Thư Ý không ngờ rằng người mà bản thân thích lại là một tên cha nam bắt cá nhiều tay. Thế là vì để vạch rõ ranh giới, cô lập tức hỏi anh ta có mang theo điện thoại của mình tới không, sau đó đem toàn bộ quà tên khốn bỉ ổi vô liêm sỉ này tặng trả lại. Không nghĩ ngợi gì nhiều đóng sầm cửa để cô bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, thế là dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần để xem hành động của tên bỉ ổi kia. Ai có mà dè thà không thấy tim không đau, cô phát hiện hóa ra anh ta đang lục lọi đồng đồ, chính là để lấy lại chiếc châm cài ngực có giá trị hơi to đã từng tặng cô ra. Thư Ý lúc này mất quyền kiểm soát vì sự bỉ ổi thối tha này. Thư Ý cùng với bạn thân uống rượu giải sầu. Sang Sang khuyên cô nghĩ thông chút, loại đàn ông đó không đáng để cô phải buồn. Phụ nữ đẹp là người không cần phải buồn vì những thứ không xứng đáng. Thư Ý cảm thấy rất đúng, quyết biến đau buồn thành sức mạnh. Cô quyết tâm truy hát để giành lấy cuộc phỏng vấn với Thời Yến. Trở lại trong công việc phải từng bước thăng tiến như diều gặp gió, biến giông tố thành động lực. Ngày hôm sau lúc đi làm Thư Ý đói đến mức bụng kêu lên inh ỏi. Cô bước vào tiệm bánh kế bên để mua đồ ăn, không ngờ vừa quay người thấy Tinh Châu và bạn gái mới cũng đi mua bánh. Bạn gái mới của hắn ta không quan tâm tới sự ngăn cản của người yêu mình, trực tiếp bước tới cà khịa này nọ. Thư Ý nhìn thoáng qua chiếc châm cài trên áo của đối phương, nói điều đối phương vậy mà lại thích dùng đồ cũ. sau đó liền giơ ngón cái lên hướng về phía bạn trai cũ, rồi ngạo nghễ đi ra ngoài với phong thái người chiến thắng. Thư Ý chút giận lên cái cây ven đường, nhưng khi quay lại thấy chiếc xe sang có biển số mà bạn trai cũ nhắc đến vậy mà lại ở ngay bên đường. Thư Ý nhầm tưởng chủ xe là chú giàu có của con đàn bà tảm tiêu kia. Cô chợt nảy ra một kế hoạch hoàn hảo, muốn trêu chọc người đàn ông kia khiến bạn trai cũ đừng có mơ bước chân vào nhà họ. "Xin lỗi tiên sinh, làm phiền anh chút được không? Điện thoại của tôi hết pin rồi. Tôi có thể mượn anh sạc dự phòng được không?" "Tôi không có sạc dự phòng." Thời Yến gặp người lạ không quen biết này lập tức từ chối. Thư Ý lại luyên thuyên thêm bảo rằng, "Vậy anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Tôi muốn sạc nhờ điện thoại trong xe anh, nhưng xe của tôi không chở người đã có bạn trai phóng viên Trịnh." Nghe thấy người đàn ông gọi mình là phóng viên, sau đó nhìn thấy trợ lý của Thời Yến ngồi ở ghế trước. Lúc đó Thư Ý mới nhận ra người đàn ông trước mặt mình chính là Thời Yến, người mà cô vẫn luôn muốn phỏng vấn. Hơn nữa Thời Yến còn là chú của Tiểu Tam. Mối quan hệ bùng bình này thật sự ngại ngùng, nhưng với tinh thần chuyên nghiệp, Thư Ý vẫn muốn hoàn thành cuộc phỏng vấn anh ta càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, dù đã gọi điện nhiều lần để sắp xếp ngày phỏng vấn nhưng đối phương vẫn nói không có thời gian. Thấy Tinh Châu đăng lên vòng bạn bè rằng muốn vào công ty của Thời Yến, cô lúc này rối rắm không ngừng, cảm thấy 3 phần bất lực 7 phần bất an. Vì thế chỉ đành tự an ủi bản thân phải đối mặt với khó khăn. Cũng may mấy ngày sau cuối cùng cô cũng nhận được cuộc gọi từ trợ lý Trần. Đối phương cũng đã định xong thời gian phỏng vấn. Trước cuộc phỏng vấn, Sang Sang dạy cô bí quyết để chiếm được trái tim đàn ông. Mặc dù là công việc bình thường nhưng Thời Yến cũng là đàn ông, xuất hiện chói lóa trước mặt đối phương nhất định càng thêm điểm. Nghe lời best friend Thư Ý làm theo lời khuyên, thay đổi gu, ăn mặc một cách xinh đẹp và chỉnh tế, make up lộng lẫy xuất hiện trong công ty của Thời Yến. Không ngờ rằng khi điền vào hồ sơ khách đến ở quầy lễ tân, vậy mà trên đó phát hiện tên của đồng nghiệp. Điều này mang lại cho cô dự cảm chẳng lành. Quả nhiên khi lên lầu, trợ lý Trần nói với cô, đồng nghiệp của cô đã hoàn thành cuộc phỏng vấn. Hóa ra đồng nghiệp luôn ghen tị với cô, khi cô ta nghe được thời gian đã liền chốt deal với trợ lý Trần về việc phỏng vấn. Cô ta đã đánh cắp tài liệu phỏng vấn của Thời Yến khi tan làm, sau đó dựa vào lý do được nhờ ủy thác tới để phỏng vấn Thời Yến. Đi trước một bước phỏng vấn idol giới trẻ, bị đối thủ cạnh tranh can thiệp một cách ác ý. Thư Ý mặc dù không hài lòng nhưng xét đến tình hình chung của công ty, cô không giải thích lý do. Thay vào đó cô cố gắng thăm ngàn, quyết thực hiện một cuộc phỏng vấn cơ bản với Thời Yến, câu hỏi liên quan tới công ty sau này. Thời Yến thấy lời nói của cô có tính chuẩn xác, miễn cưỡng đồng ý phỏng vấn. Lại có điều bản thân chỉ có 2 tiếng, phỏng vấn chỉ đành tiến hành trên ô tô. Vì để nắm thóp được Thời Yến, Thư Ý quyết định dùng mỹ nhân kế. Đây là lúc phát huy công dụng của nhan sắc cha sinh mẹ đẻ. Nào ngờ đối phương lại không hiểu đấy là gì, bảo tài xế hạ cửa xe. Kết quả là Thư Ý chỉ đành thực hiện cuộc phỏng vấn trong gió lạnh. May mắn thay, Thư Ý đã phân tích rất kỹ lưỡng tình hình kinh tế hiện tại, cũng nêu rõ định hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn Minh Dự. Điều này khiến Thời Yến nhìn khác với cô phóng viên trẻ này. Hai người bất giác nói chuyện rất ăn khớp, tới chừng đua ngựa Thời Yến để Thư Ý tự trở về. Cô nhìn xung quanh nhận thấy khu vực xung quanh toàn núi với rừng, căn bản không thể gọi được taxi. Điều này không thể không khơi dậy khát vọng chiến thắng của cô. Đã mặt dày tới đây thì quyết tâm mặt dày được ngồi ô tô để trở về. Nghĩ đến đây cô đuổi theo Thời Yến hỏi xem anh có bạn gái hay không. Tuy nhiên giây tiếp theo cô lại nhìn thấy ông hoàng lớn trong giới tài chính, vì vậy cô liền chủ động chào hỏi đối phương, khiến ông ấy hiểu lầm cô là nữ đồng hành do Thời Yến đưa tới. Đương nhiên cô cũng nhận được lời mời từ đối phương. Lúc thay quần áo cưỡi ngựa, Thư Ý một lần nữa có ý định trêu chọc Thời Yến. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Thời Yến, cô lớn tiếng hét gọi Thời Yến, lại nói dối rằng bản thân không biết đeo thắt lưng, nhờ anh tới giúp đỡ. Thời Yến từng bước lại gần nhưng dừng lại khi đến gần phòng thay đồ của cô, cho rằng cô đang chơi xỏ mình, quả quyết quay người rời đi. Liên tiếp thất bại 2 lần, cô đành phai ba, tự ý tự an ủi mình dựa trên nguyên tắc không đẹp gái không bằng trai mặt. Một nhà triết học từng nói, khi phụ nữ muốn theo đuổi đàn ông, không có bức tường nào mà cô ấy không thể vượt qua, không có pháo đài nào mà cô ấy không thể lật đổ, thậm chí không có ai có thể kiểm soát được cô ấy. Trịnh Thư Ý tự nhủ với lòng rằng mày có thể làm được. Cô thay quần áo xong và bước ra ngoài, nhìn thấy Thời Yến đang đứng dưới nắng vuốt ve con ngựa đã chọn. Lúc này Thời Yến trong mắt cô giống như là ánh hào quang rực rỡ, anh ta như hoàng tử và có sức hấp dẫn hút trọn ánh mắt người khác vào. Chú Quang, một nhân vật lớn trong ngành tài chính, đã nhờ Thời Yến dạy Thư Ý cách cưỡi ngựa. Thư Ý không khách khí bảo Thời Yến giữ sợi dây, không ngờ Thời Yến lại lên ngựa ngồi ở phía sau cô. Điều này khiến trái tim nhỏ của thiếu nữ xinh đẹp đập loạn xạ, cảm thấy không được thoải mái, chậm chậm đi vài vòng. Thư Ý cảm thấy không tồi, Thời Yến tìm đúng thời cơ, đột nhiên thúc ngựa, con ngựa lao điên cuồng về phía trước. Thư Ý sợ hãi hét lớn cho tới khi xuống ngựa, 2 chân vẫn còn mềm nhũn, miễn cưỡng mới có thể đứng yên được. Cô trong lòng đang thầm chửi 18 đời tổ tông của Thời Yến, nhưng trên mặt vẫn phải cố tỏ ra là mình ở vui vẻ, cười giả chân với anh ta. Trên đường trở về Thư Ý bất giác ngủ gật, Thời Yến đưa vai ra đỡ lấy đầu của cô, nhìn khuôn mặt trắng tinh khôi, căng mọng của Thư Ý ngay trước mắt, anh không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Hóa ra anh đã có tình ý với Thư Ý từ trước đó. Trước đây tại một buổi tiệc trao giải, khi ấy Thư Ý lên sân khấu nhận giải ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Tưởng đó chỉ là thoáng qua, không ngờ sau một vòng quay lại gặp lại nhau. Khi Thư Ý tỉnh dậy phát hiện đã tới trước cửa nhà, nhưng Thời Yến đã không còn ở trong xe nữa. Sau khi xuống xe cô không khỏi phàn nàn, Thời Yến lúc trong trường đua đã trêu chọc cô, bây giờ lại để cô một mình ở trong xe. Không biết đây là tồi tệ hay là tận tình nữa. Đi được vài bước cô phát hiện bông tai rơi ở trên xe. Có điều đó cũng chỉ là hàng chợ với giá 20 nhân dân tệ mà thôi, cô cũng không quan tâm, bởi vì đối thủ cạnh tranh đã đánh cắp tài liệu phỏng vấn của bản thân để lên được trang nhất, chỉ đành gia tăng thêm nội dung buổi phỏng vấn. Thư Ý lo lắng không biết làm sao tiếp cận Thời Yến lần nữa. Sang Sang gợi ý rằng cô ấy có thể gặp Thời Yến với danh nghĩa để lấy lại đôi bông tai. Thư Ý ngay lập tức được khai sáng, cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi trợ lý Trần. Cô yêu cầu muốn nói chuyện với Thời Yến, sau đó cô nói ra việc đôi bông tai làm rơi. Lúc này Thời Yến đang cầm khuyên tai của cô, nhưng anh cố tình nói anh không nhìn thấy. Chiếc bông tai này thực sự rất quan trọng với tôi, phiền anh có thể xem lại một lần nữa được không? Quan trọng thế nào? Quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, nó là của hồi môn của tôi. Tôi định sẽ đeo nó trong đám cưới sau này. Thời Yến ngay lập tức vạch trần cô, tại sao đồ gia truyền lại là nhựa? Thư Ý nói dối rằng các cụ nhà cô trước rất nghèo, tuy là sản phẩm nhựa nhưng nó là độc nhất vô nhị. Cô trước giờ đều không đeo nó là bởi vì muốn phỏng vấn Thời Yến mới lấy đôi bông tai ra đeo. Biểu thị cô rất tôn trọng Thời Yến, anh nghe cô nói vòng quanh Tam Quốc không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng gửi địa chỉ bảo cô đích thân tới nhà lấy. Thư Ý vội vàng đến biệt thự của Thời Yến, thấy Thời Yến mặc quần áo ở nhà. Cô lại bị thu hút bởi cảnh tượng đó, một lần nữa nhịp tim đang đập thình thịch. Thời Yến nói với cô đôi bông tai ở trên tủ, rõ ràng đây là đang ngầm đuổi khách. Mục đích của Thư Ý tới đây là giành lấy cơ hội phỏng vấn độc quyền. Cô chủ động trò chuyện với anh về xu hướng gần đây của một số công ty tài chính. Thời Yến thấy cô phân tích rất logic, lắng nghe rất cẩn thận, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến việc đồng ý phỏng vấn cô ấy một lần nữa, nhưng ngay lúc đó trong phòng truyền tới động tĩnh, Thư Ý mới phát giác ra quần áo nữ trên ghế sofa, tưởng nhầm người trong phòng là bạn gái của Thời Yến, vì thế xin lỗi đã làm phiền thế giới của hai người. Thời Yến đính chính rằng anh chưa có bạn gái, lúc đó Thư Ý mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo đó anh lại nói với cô, trong phòng là cháu gái của anh, Thư Ý nhận ra cháu gái anh có lẽ là con giáp thứ 13 kia. Nghe lời này khiến cô bị dọa cho sợ hãi vội vàng bỏ chạy, thậm chí còn quên lấy bông tai hàng hiệu Sope 20k của mình. Sau khi Thư Ý rời đi, cháu gái Thời Nguyệt bước ra trêu chọc Thời Yến. Ban nãy có phải là bạn gái của chú không? Thời Yến lạnh lùng nói với Thời Nguyệt. Anh đã giúp cô liên hệ công ty để đi làm rồi. Sáng sớm ngày mai sẽ đưa cô tới đó. Những lời cầu xin khác nhau của Thời Nguyệt đều không thể khiến anh thay đổi quyết định. Thế là sáng sớm hôm sau mọi thứ đã định đoạt, cô vẫn phải ngoan ngoãn qua đó. Nhìn Thời Nguyệt đi vào, Thời Yến bảo tài xế lái xe đi, nhưng vừa ngoảnh đầu lại nhìn thấy Thư Ý. Anh nhanh chóng yêu cầu tài xế dừng xe lại, mãi cho đến khi nhìn thấy Thư Ý bước vào thang máy anh mới mỉm cười. Quay người lại, Thư Ý được tổng biên tập sắp xếp để đón thực tập sinh mới vào. Nhìn vào sơ yếu lý lịch của đối phương, dù đã tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng điểm của các môn đều thấp. Cô đoán đối phương nhất định là tiểu thư nhà giàu. Lúc này cô không hề biết tiểu thư nhà giàu có này chính là cháu gái của Thời Yến. Thời Nguyệt chọn tặng Thư Ý một món quà để tránh phải làm những công việc nặng nhọc, nhưng hộp quà dưới chân lại bị đẩy đi đẩy lại, ý của Thư Ý chính là không nhận. Cuối cùng dựa trên nguyên tắc nghiêm túc và trách nhiệm, cô được giao nhiệm vụ sắp xếp các ghi chú phỏng vấn. Thời Nguyệt phát hiện ra đối tượng phỏng vấn chính là chú của mình, mà thời gian kéo dài hơn 2 tiếng. Ở nhà vốn đã phải chịu đựng đủ thứ cằn nhằn từ chú, tới nơi làm việc lại phải nghe giọng của chú. Thời Nguyệt không thể chịu nổi, cô liền gọi trợ lý Trần để cầu cứu. Tuy nhiên thủ đoạn đó đã bị Thời Yến phát hiện ra, Thời Nguyệt càng thêm sầu, chỉ đành ngồi xuống và xử lý cẩn thận. Trong thời gian đó cô có vài câu hỏi muốn hỏi Thư Ý, nhưng không ngờ đối phương đang đeo tai nghe căn bản không nghe được lời cô nói. Sau đó thời gian cứ trôi và trằn trọc mãi thì đã tới giờ ra về. Thời Nguyệt nhanh chóng chuẩn về trở về nhà, cô phàn nàn với ông ngoại và chú. Thư Ý phớt lờ cô ấy ở nơi làm việc khi cô là nhân viên mới, vốn muốn lấy thương xót của chú để không phải đi làm. Không ngờ Thời Yến lại nói, nếu như người ta đã là người lãnh đạo vậy thì cháu đây nên nghe lời lãnh đạo của mình và học tập chăm chỉ. Thời Nguyệt rất tức giận, bản thảo phỏng vấn của Thư Ý được tổng biên tập và chủ biên hết lời khen ngợi, nhưng không ngờ lúc gửi cho Thời Yến lại bị đối phương từ chối mà cũng không đưa ra cho cô bất cứ ý kiến thay đổi nào. Khi Thời Nguyệt nghe thấy điều này, cô nghĩ rằng chú cô đang chút giận thay mình, không khỏi tự hào trong lòng rằng vẫn là chú thương mình nhất trần đời. Thư Ý vô cùng chán nản, nhưng để được lên trang đầu, cô vẫn lấy hết can đảm để liên lạc với trợ lý Trần. Dựa vào lý do cá nhân muốn gặp mặt Thời Yến, không ngờ lại nhận được câu trả lời rằng lý do cá nhân không được gộp vào công việc. Hàng loạt lời từ chối khiến Thư Ý nản lòng, cho rằng về công thì hai người cần phải thảo luận về phỏng vấn, còn về tư thì muốn lấy lại bông tai. Vì thế sau khi tự an ủi bản thân, cô dũng cảm tới nhà của Thời Yến. Thư Ý đi đến cổng của khu dinh thư của anh, nhìn thấy Thời Yến tan làm trở về nhà. Để đưa chủ đề vào kịch bản phỏng vấn một cách trôi chảy, cô làm nhảm cố ý đoán rằng Thời Yến muốn gặp cô, vì thế cô đã nhanh chóng tới đây. Có điều cho dù lời cô nói là ba hoa trích chòe, Thời Yến vẫn còn đặt vấn đề về đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn. Thư Ý yêu cầu anh đợi cô một chút, vừa nói cô vừa ngồi xuống ven đường và bắt đầu sửa lại bản thảo. Thời Yến không đành lòng gọi cô vào nhà, có điều việc đầu tiên sau khi vào tới nhà, anh liền nhanh tay cất bông tai đặt ở trên bàn đi. Hai người lặng lẽ không nói gì, chỉ nhìn đối phương lúc họ không chú ý, ánh mắt tránh né nhau mà trải qua nhiều lần sửa. Thời Yến cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Thư Ý không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, khi hai người có cơ hội tiếp xúc vì thế từng chút lại gần ý muốn theo đuổi Thời Yến. Thời Yến biết cô đã có bạn trai, cho rằng cô đang lấy mình ra làm trò tiêu khiển. Thư Ý trả lời cô đã chia tay bạn trai chính vào lần hai người gặp mặt đầu tiên, vì thế hiện tại cô độc thân. Mặc dù Thư Ý đã trở lại cuộc sống độc thân nhưng Thời Yến lại không hề trả lời cô, ngược lại là tiễn khách. Sau khi nghe tiến triển của hai người, Sang Sang nghi ngờ Thư Ý bất giác đã thích Thời Yến. Hơn nữa những cách cư xử của Thời Yến đối với cô, dù có nhìn thế nào cũng là hành vi của một người đàn ông thích một người phụ nữ. Thư Ý liền phủ nhận, mặc dù miệng thì phủ nhận nhưng trong lòng thì đã hiểu rõ tâm tư mình thế nào. Chắc chắn không phải là thủ đoạn để đạt được mục đích, mà là xuất phát từ trái tim. Trước khi ngủ, Thư Ý đã gửi tin nhắn cho Thời Yến, hy vọng hai người có thể tiến thêm một bước. Không ngờ Thời Yến chỉ hồi âm bằng hai chữ hủy đăng ký. Ngày hôm sau tạp chí xác nhận tin tức trang nhất. Hôm qua Thời Yến đã đồng ý với bản dự thảo phỏng vấn sửa đổi, nhưng nó vẫn chưa mang lại cho công ty một câu trả lời tích cực. Đối thủ của cô trông vô cùng kiêu ngạo, cố gắng sử dụng bản ghi cuộc phỏng vấn của bản thân trên tạp chí mới. Thư Ý bắt đầu tranh cãi với cô ta, cuối cùng tổng biên tập đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu như 12 giờ trưa vẫn không nhận được hồi âm từ Thời Yến thì sử dụng cuộc phỏng vấn đối thủ cạnh tranh. Thư Ý lo lắng lòng như lửa đốt, tuy nhiên cô vẫn không thể liên lạc được với Thời Yến. Cô cũng nhắn tin biểu đạt tâm tình của bản thân, may mắn thay sau bữa tiệc Thời Yến đã nhìn thấy tin tức vào giây phút cuối cùng. Có câu trả lời rằng bản thảo đã được phê duyệt, chỉ khi đó trái tim đang treo lơ lửng của Thư Ý mới nhẹ nhõm. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Thời Yến để bày tỏ cảm ơn. Ngày hôm sau Thư Ý tiếp tục kích hoạt chế độ mặt dày, kiên trì gửi tin nhắn cho đối phương. Không ngờ vừa gửi tin nhắn, xe của Thời Yến xuất hiện trước mặt cô. Thư Ý vô cùng xấu hổ, để làm bầu không khí đỡ ngại ngùng hơn, cô bắt đầu vẽ mây vẽ lá để nói, hỏi xem trợ lý Trần đã đi đâu, quan tâm có phải anh ấy rất bận. Sắc mặt Thời Yến lập tức thay đổi, ngay cả Sang Sang cũng lắc đầu ngao ngán rồi than thở đúng là hết cứu, để chừa không gian cho hai người. Sang Sang viện cớ xuống xe giữa chừng, không ngờ ngay sau đó Thư Ý cũng xuống xe. Sang Sang cũng đành cạn lời, việc cô để tâm đến trợ lý Trần thì Thời Yến chắc hẳn phải ghen. Mặc dù cô không tin điều đó, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn mùi mẫn cho anh để chuộc tội. Thấy Thời Yến không hề phản hồi, Sang Sang nói cô hãy lơ đối phương vài ngày. Không ngờ điều này trực tiếp dẫn tới việc cô gửi cho anh một chuỗi chữ lung tung. Sang Sang cảm thấy như vậy cũng tốt, đoán rằng tối nay Thời Yến sẽ trằn trọc. Đoán xem tin nhắn này có ý nghĩa gì, quả nhiên không ngoài dự liệu. Thời Yến lên mạng tra về đoạn tin nhắn không nghĩa đó, tự lòng không hiểu rốt cuộc nó có nghĩa là gì. Buổi tối hai người đồng thời cùng xem tin nhắn, một người thì đoán nghĩa của tin nhắn, một người thì đang đợi đối phương trả lời trong sự bứt rứt thầm lặng để xem ai là người không cầm cự được trước. Ngày tiếp theo Thư Ý nhận được thư mời từ Quang Thị, đối thủ cạnh tranh đương nhiên là ghen tị, vì vậy đã tính kế đem thư mời nhét vào trong tài liệu bỏ, bị Thời Nguyệt trực tiếp đưa vào máy hủy tài liệu. Thời Nguyệt cứ thế bị mọi người chỉ trích thậm tệ khó mà giải thích. Thư Ý phát hiện những mảnh bản thảo khác dán trên thiệp mời, phần nội dung này thuộc trách nhiệm của đội đối thủ. Vừa nãy khi Thời Nguyệt chuẩn bị cho tài liệu vào máy, nhân viên bên Vũ Linh đã ôm một đống tài liệu bỏ tới để xử lý làm giấy vụn. Thời Nguyệt tốt bụng đảm nhận công việc cắt giấy, không hề biết rằng thư mời cũng được nhét trong đống tài liệu bỏ đó. Thư Ý phán đoán việc này là do Vũ Linh gây ra, không chỉ thay Thời Nguyệt chút giận mà còn nói bóng nói gió đối phương. Thời Nguyệt rất biết ơn vì Thư Ý đã giúp mình lấy lại công đạo, vì thế là dùng mối quan hệ cá nhân xin lại một lá thư mời mới từ Quang Thị cho sếp mình, coi như là bù một món quà cho lần trước. Chẳng phải cô tặng tôi một thỏi son sao? Đây là món quà đáp lễ, món quà quý giá như vậy, tôi thực sự không dám nhận một món quà đắt tiền như vậy. Nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi vậy thì hãy làm việc chăm chỉ, đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Có được thư mời, Thư Ý đến dự họp báo cuối năm của Quang Thị. Nhìn giáo sư Dụ Du phát biểu trên sân khấu, Thư Ý và Sang Sang ở bên dưới thì thầm so sánh. Dụ Du và Thời Yến cả hai đều trẻ trung và đầy triển vọng. Thư Ý phàn nàn rằng Thời Yến là một tiểu yêu tinh quá đáng, không ngờ người cô đang thầm nói xấu lại ngồi ngay phía trước nghe được. Đợi tới khi cô gửi tin nhắn tán tỉnh, Thời Yến trực tiếp gửi lại tin nhắn cà khịa lại. Chẳng phải người quá đáng sẽ hành động như thế sao? Thư Ý ý thức được lần này toang thật rồi, bu giáo ạ. Cho dù cô có nhắn gì đi chăng nữa, Thời Yến cũng không trả lời. Thậm chí thư mời họp báo của Minh Dự cũng không gửi cho Thư Ý, ngược lại là gửi cho Vũ Linh. Năm nay có thêm hai cơ hội lên trang nhất, Thư Ý không muốn bỏ lỡ nó. Huống hồ cô còn muốn lợi dụng buổi họp báo này, cô muốn đưa thông tin đặc biệt này trên tạp chí kỹ thuật số. Vì thế cho dù thế nào đi nữa cô phải tham gia. Thời Nguyệt nhìn thấy vẻ chán nản của Thư Ý, cảm thấy lần này chú có chút quá đáng. Vì để nhận được thư mời, Thư Ý liền gửi tin nhắn cho Dụ Du. Thời Yến cũng nghe nói tới chuyện này, lập tức ghen nổ mắt, anh liền thẳng thắn từ chối thỉnh cầu. Biết được trong tay Sang Sang có thư mời, Thư Ý quyết định đưa Thời Nguyệt cùng đi với Sang Sang. Không ngờ ba người đến nơi nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại, họ trực tiếp nói thư mời chỉ có thể để một người vào mà thôi. Thư Ý tình cờ nhìn thấy Thời Yến đi tới, vì vậy bảo Sang Sang đưa Thời Nguyệt vào trước. Thời Nguyệt không muốn cô phát hiện ra mối quan hệ của bản thân với chú, thế là vội vã vào bên trong hội trường. Thư Ý theo sát Thời Yến từ cửa VIP tới hội trường, nhìn thấy Vũ Linh ngồi ở bên trong chất vấn Thời Yến, tại sao lại mời Vũ Linh mà không mời mình. Thời Yến liền giải thích việc đó, anh không phải là người quyết định. Thư Ý bán tín bán nghi, có điều vẫn chọn tin anh. Khi Vũ Linh nhìn thấy Thư Ý, cô không chỉ xuất hiện mà còn ngồi ở hàng ghế đầu, trong lòng cảm thấy bực bội bởi vì cô ta vừa ngồi ở hàng ghế đó nhưng lại bị người khác mời đi ngồi ở phía sau, tự cho rằng là đã bị Thư Ý cướp chỗ. Thời Yến đứng trên sân khấu chuẩn bị những bước cuối cùng, Thư Ý một lần nữa tung ra đòn tấn công bằng những lời đường mật. Thời tổng bá đạo tổng tài, hôm nay không phải là buổi họp báo của Minh Dự mà là buổi họp báo về sức hấp dẫn của anh. Mặc dù tôi không thể nói lúc này, nhưng nội tâm tôi đang gào thét vì anh rồi. Thời Yến bình tĩnh cất điện thoại đi, bất giác nở nụ cười mỉm chi. Khi Thời Yến phát biểu trên sân khấu, anh thường xuyên nhìn về phía Thư Ý. Thời Nguyệt nghĩ rằng chú đang giám sát mình. Thư Ý liền ngỏ lời hỏi thăm, Tiểu Nguyệt cô không khỏe sao? Thời tổng cứ nhìn tôi, đừng căng thẳng, anh ấy là đang nhìn tôi. Cô khá tự tin đó. Thời Nguyệt không thể nói cho Thư Ý biết về mối quan hệ thực sự giữa hai người. Để tránh ánh mắt của chú, cô phải lặng lẽ trốn đi. Cuộc họp báo kết thúc, một nam phóng viên bắt chuyện với Thư Ý. Thời Yến thấy vậy nổi máu ghen, tổng tài lớn tiếng kêu cô tới chỗ mình. Thư Ý nhìn Thời Yến từng bước tới gần mình, trong lòng lúc này đang run đập lên từng nhịp liên hồi. Không ngờ Thời Yến lại hỏi cô về tung tích của Thời Nguyệt. Thư Ý rơi vào trạng thái nghi ngờ. Bản thân đoán vừa rồi Thời Yến có thể đang nhìn Thời Nguyệt. Cô lấy điện thoại ra liên lạc với Thời Nguyệt, mục đích chính là để ngăn chặn Thời Yến và Thời Nguyệt gặp nhau. Cô nói dối rằng Thời Nguyệt đã rời đi. Đối phương mắc chứng sợ CEO, chỉ cần nhìn thấy những nhân vật lớn đều sẽ cảm thấy khó thở và kèm theo là tức ngực. Khác với Thư Ý, nhìn thấy anh thì cô sẽ vui mừng, ngây ngất và hạnh phúc. Thời Yến có vẻ lạnh lùng nhưng khi quay người đi khóe miệng bất giác nhếch lên. Thư Ý nghi ngờ rằng bản thân đang dấn thân vào vai Tảm Tiêu. Thời Yến rất có thể thích Thời Nguyệt, trùng hợp là sau khi cuộc họp báo kết thúc, cô nhìn thấy Thời Nguyệt đang nũng nịu bám vào tay của Thời Yến. Cứ thế cô thậm chí còn hiểu lầm Thời Yến là tên lăng nhăng, có hứng thú với Thời Nguyệt. Thư Ý tức giận đến mức quay người rời đi ngay lập tức, không ngờ tới bãi đỗ xe Thời Yến cũng đuổi theo. Khi cô đang đấu tranh kịch liệt nội tâm rằng có nên nói chuyện với đối phương hay không, Thời Yến trực tiếp nắm tay cô chủ động đưa cô về nhà. Trên đường đi Thư Ý lại ngủ quên. Thời Yến vội vàng dùng tay ôm đỡ lấy mặt của cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ngay trước mắt. Bá đạo tổng tài căn bản là không thể rời mắt. Khi Thư Ý tỉnh dậy, cô thấy hai người đang trong tư thế mập mờ. Cô cũng nhân cơ hội nói còn có một chuyện muốn thương lượng với anh. Thời Yến tưởng rằng cô sẽ tỏ tình hoặc ít nhất sẽ nói những lời mật ngọt, không ngờ rằng Thư Ý lại vào thẳng mặt anh, vậy mà lại nói về công việc. Thời Yến lập tức thay đổi sắc mặt, anh nói nếu bàn về công việc thì có thể liên hệ với Trần Thịnh là được. Thư Ý oán hận bản thân mất não, đang do dự có nên quay lại xin lỗi không. Lúc này tay Thời Yến cũng đặt ở tay nắm cửa, anh cũng đang suy nghĩ xem có nên chủ động xuất kích hay không. Hai con người mập mờ cứ thế mà dây dưa một hồi, cuối cùng vẫn ai nấy về nhà an tọa. Sau khi trở về nhà, Thư Ý càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, trách Thời Yến vừa quan tâm tới Thời Nguyệt vừa trêu đùa mình. Mặc dù là cô có dụng tâm với Thời Yến trước, nhưng ít nhất là một lòng một dạ, không hề dẫm hai thuyền. Ngày hôm sau, bài phỏng vấn độc quyền của Thư Ý được tổng biên tập khen ngợi. Đồng nghiệp bảo cô mời cơm nhưng Thư Ý không để ý đến ai, cả đám chìm vào trong công việc. Cho tới khi Vũ Linh gõ vào bàn của cô lúc này mới phản ứng lại, tháo tay nghe xuống, nói rằng vừa nãy không nghe thấy mọi người nói. Thời Nguyệt nhìn thấy cảnh này liền nhớ lại, ngày đầu tiên đi làm Thư Ý phớt lờ cô vì đang đeo tai nghe, chứ không phải là đang bắt nạt người mới. Cô muốn xin lỗi Thư Ý nhưng lại không muốn hạ mình, về nhà cầu xin chú thay mình nhận lỗi. Thời Yến bảo cô hãy là một người có trách nhiệm. Thời Nguyệt không còn cách nào khác ngoài việc hỏi WeChat của Thư Ý, đang do dự có nên kết bạn với đối phương không. Buổi tối lại tới thời gian mập mờ của hai người, Thời Yến nhìn đi nhìn lại điện thoại xác nhận Thư Ý không gửi tin nhắn cho mình. Thư Ý sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định hẹn Thời Yến đi xem buổi hòa nhạc. Không ngờ vừa gửi tin nhắn thì có người gửi kết bạn với cô, nhìn thấy tên Si Lucky. Thư Ý lập tức hưng phấn tưởng rằng đối phương chính là Thời Yến, thế là liền đem vé buổi hòa nhạc gửi qua. Không ngờ đối phương lại vui vẻ đồng ý. Vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Thư Ý đến nơi từ rất sớm, còn mua phụ kiện cặp đôi, tưởng tượng Thời Yến tự mình đeo nó vào. Một khung cảnh sô cô la kẹo mút, nhưng không ngờ rằng người cô đợi không phải Thời Yến, mà người tới là Thời Nguyệt. Sau đó Thư Ý mới biết rằng tối qua người đã thêm WeChat với cô không phải Thời Yến mà là Thời Nguyệt. Cảnh tượng thật ngại ngùng, Thư Ý chẳng có chút hứng thú nào nghe nhạc, còn than thở bài hát này hòa nhã quá, không khỏi khiến cô nhớ tới tên cha nam đã cắm sừng mình. Lúc này Thời Nguyệt mới nhận ra đẹp như Thư Ý mà cũng bị cắm sừng, cũng không giấu được mà bất bình thay chị ấy. Thư Ý chỉ biết cảm thán nói, ai kêu chú của Tiểu Tam là người có tiền cơ chứ, có điều người chú đó ngược lại không tồi. Thời Nguyệt lập tức động viên cô, nắm bắt cơ hội quên đi bạn trai cũ, đem chú của Tiểu Tam biến thành bạn trai mới. Lúc này cả hai đều không thể tưởng tượng được, người chú họ nói tới hóa ra lại là Thời Yến, mà người đó lại đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của buổi hòa nhạc. Hóa ra ca sĩ trên sân khấu là chị gái của Thời Yến, và đó là mẹ của Thời Nguyệt. Sau buổi hòa nhạc, Thư Ý và Thời Nguyệt chia tay nhau. Thời Yến nhắm chuẩn thời điểm đỗ xe trước mặt Thư Ý, Thư Ý lại cố tình trêu chọc giả vờ bị bong gân chân để Thời Yến đưa cô về. Không ngờ đúng lúc này đột nhiên điện thoại reo lên, cô đứng sang bên cạnh để nghe điện thoại, nhưng trong thoáng chốc lại quên mất mình đang nhập vai. Thời Yến quan sát kính chiếu hậu thấy cô đi lại bình thường, biết là mình lại bị dắt mũi lần nữa, thế là nhấn ga phóng đi. Thư Ý vội vàng chạy đuổi theo, không ngờ chuyện giả lại thành thật. Cô thật sự bị bong gân chân. Thời Yến thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy anh, lập tức quay xe lại và đưa cô đến bệnh viện. Trong lúc bác sĩ kiểm tra, Thư Ý cố tình hét đau trước mặt Thời Yến. Đợi tới khi anh ra ngoài thì cô lại không kêu dù chỉ một tiếng. Bác sĩ nhầm tưởng Thời Yến là bạn trai của cô, phàn nàn. Mặc dù đối phương tuy đẹp là có, ngầu là rõ, nhưng lòng dạ sắt đá. Thư Ý ngay lập tức bênh, anh nói không phải anh lòng dạ sắt đá. Thời Yến nghe vậy lập tức nhếch mép cười. Nào ngờ giây tiếp theo, lại nghe thấy cô nói rằng anh là thứ không có tim. Thư Ý đã phải trả giá cho niềm vui bằng miệng của mình. Thời Yến không bế cô xuống lầu mà nhờ y tá đẩy xe lăn. Thư Ý không muốn nhận thua, cô nói dối rằng vẫn chưa đi được và muốn Thời Yến cõng cô lên xe. Tuy nhiên khi lúc anh tới gần, một con mèo bất ngờ nhảy ra. Cô sợ đến mức lập tức nhảy ra khỏi xe lăn chạy tới sau đối phương. Mờ mưu đã bị phát hiện, Thư Ý vội vàng giải thích là phép thần kỳ của y học. Bác sĩ chữa trị rất tốt, trên đường đi bạn của Thời Yến gọi điện tới hỏi Anh với bạn gái cũ là diễn viên còn liên lạc với nhau không? Có người muốn tìm bạn gái cũ mời diễn. Thời Yến không khỏi phàn nàn, trong xe của anh có một nữ diễn viên kỹ năng tuyệt chủng. Sau đó Thời Yến ăn tối cùng hai mẹ con Thời Nguyệt. Thời Nguyệt ba hoa nói liệu rằng chú có phải là lại tìm được bạn gái là diễn viên không? Bởi vì người vừa nãy gọi điện cho anh cũng là bạn của Thời Nguyệt. Thời Yến không nói nhiều, Thời Nguyệt quay sang nói Thư Ý đã mời cô đi xem buổi hòa nhạc. Nghe vậy anh đoán rằng người mà Thư Ý thực sự muốn mời là bản thân, chẳng qua là nhầm nhọt mà thôi. Vì vậy anh đã chủ động add WeChat của Thư Ý vào. Cô lúc này càng thêm khích lệ, dựa vào việc cảm ơn anh đưa bản thân tới bệnh viện để hẹn Thời Yến ăn cơm. Chỉ để có một buổi hẹn hò thuận lợi, cô liền hỏi anh thích cô mặc váy màu gì. Thời Yến lập tức trả lời là màu đỏ, nhưng trong tủ của cô chẳng có bộ nào màu đỏ cả. Có điều chuyện này cũng không làm khó được cô lập tức chạy vào trung tâm thương mại chọn một bộ đồ. Chính vào lúc đang thử váy, vậy mà lại nhìn thấy bạn trai cũ và Tàm Tiêu. Đúng là trùng hợp ngẫu nhiên. Con giáp thứ 13 vậy mà lại chọn một bộ đồ giống hệt cô. Hai người không mẻ nào chịu, mẻ nào thử hết bộ này tới bộ khác toàn là những bộ giống nhau, nhưng thần thái thì trái ngược nhau hoàn toàn. Cuối cùng Tàm Tiêu bảo bạn trai mua mấy bộ đồ mà cô thử. Hắn ta lộ ra vẻ mặt khó coi nhìn lại Thư Ý. Hóa ra chính vào lúc cô thử đồ, Thời Nguyệt gọi điện tới rủ cô đi mua sắm, biết được cô đã chạm mặt bạn trai cũ và Tiểu Tam. Cô bé cũng nhanh chóng tới đây, Thời Nguyệt búng tay một cái liền giúp cô mua tất cả đống quần áo, còn không quên thay Thư Ý chút giận nói với Tiểu Tam đánh đá kia: "Chị gái này tầm nhìn của cô đúng là có hạn mà, giúp tôi chọn ra những món đồ xấu nhất trong cửa hàng, đúng là giúp tôi tiết kiệm thời gian." Khi Thư Ý về nhà với bộ quần áo mới mua, Thời Yến sớm đã đợi sẵn ở dưới lầu. Lúc này cô mới biết hóa ra không phải chỉ có hai người đi ăn. Thay vào đó Thời Yến bảo cô là nữ đồng hành tham gia tiệc gia đình của trưởng bối. Trên bàn ăn tối, Thư Ý đúng lúc đang nhàm chán, không ngờ cô vậy mà lại nhận được tin nhắn bạn trai cũ hẹn gặp mặt. Nhìn thấy tin nhắn được gửi tới là của cha Nam, Thư Ý chỉ cảm thấy trả thù đúng là cảm giác vô cùng sung sướng, thậm chí còn cười đắc chí. Kết thúc bữa tiệc, Thư Ý nghe thấy người đang thảo luận về Thời Yến. Anh được đặt biệt danh là hoàng tử chạy trốn, họ thậm chí còn cho rằng Thư Ý đến với Thời Yến vì tiền. Thư Ý không thể chịu đựng được nữa, định bước tới lý luận nhưng lại chạm mặt phải Thời Yến. Vì để không làm Thời Yến khó xử, cô chỉ đành nuốt cục tức của mình xuống. Có điều lúc ở trên xe cô lại tự dùng những suy nghĩ của mình để đẩy lùi tức giận. Thời Yến cũng nhìn ra được cảm xúc của cô khó chịu bởi vì những lời nói đó. Thư Ý nói với anh cho dù người khác có nói gì, dù sao thì dưới cái nhìn của cô, Thời Yến là một doanh nhân trẻ đầy triển vọng. Nghe thấy câu này anh không khống chế được nhịp đập trái tim, chậm chậm lại gần Thư Ý. Lúc này bác bảo vệ đi tới quát lớn: "Này, chỗ này không được đậu xe." Thư Ý xấu hổ vội vàng bỏ chạy, thậm chí còn để quên đống đồ sáng mới mua. Đợi tới khi Thư Ý nhớ tới thì Thời Yến lại bảo cô tự tới lấy. Trước khi cô tới, Thời Yến đặc biệt nấu một bữa ăn thịnh soạn muốn cùng ăn tối với cô. Thư Ý quả nhiên không làm anh thất vọng, dùng đủ cách để ở lại ăn cơm. Nhưng chiêu này chính là điều Thời Yến muốn, chỉ có điều vừa mới ăn được mấy miếng thì Thư Ý nhận được cuộc gọi từ tổng biên tập. Cô nhanh chóng ăn nốt vài miếng rồi cầm theo quần áo chạy vội. Thời Yến trong lòng đầy hậm hực, tới lấy quần áo để được ăn miễn phí, có điều anh không biết là sở dĩ Thư Ý lo lắng là vì cô muốn nhanh chóng trả lại những bộ quần áo này. Thư Ý bị sắp xếp đi công tác tạm thời, lúc làm việc cũng không quên thả thính. Thời Yến cố tình đăng lên vòng bạn bè để thu hút sự chú ý của Thời Yến, không ngờ bên phía anh chẳng chút động tĩnh. Điều này khiến cô không nhịn được mà đoán có phải điện thoại của đối phương hỏng rồi không. Ngày hôm sau tuyết đang rơi, bạn thân dùng điện thoại của Thư Ý chụp ảnh cho cô, sau đó tình cờ đăng lên vòng bạn bè. Cuối cùng Thời Yến cũng gửi tin nhắn tới, muốn biết khi nào Thư Ý sẽ trở lại. Sang Sang giải thích rằng Thời Yến là đang nhớ cô. Sự thực thì đúng như vậy, nhưng Thời Yến muốn dùng cớ dựa vào việc chú Quang muốn phỏng vấn, lấy đó làm lý do để bảo cô mau chóng quay về. Thư Ý không thể đợi thêm được nữa, ngày hôm sau liền mua vé trở về. Nhưng trên đường tới nhà chú Quang, chiếc taxi bị tông ở phía sau. Thời Yến sau khi hiểu được tình hình lập tức có mặt tại hiện trường, hết mực lo lắng cho Thư Ý. Cuộc phỏng vấn hoàn thành, chú Quang giữ Thư Ý ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn ông kể những câu chuyện thú vị về thời thơ ấu của Thời Yến, giải thích thế giới bên ngoài đã hiểu lầm Thời Yến. Anh không rời bỏ Minh Dự trong lúc khủng hoảng, mà là đem bàn giao Minh Dự cho anh rể, mới ra ngoài làm những chuyện mà bản thân thích. Anh cũng không phải là hoàng tử chạy trốn trong lời đồn. Chú Quan cho rằng Thời Yến đem mọi chuyện giấu trong lòng, cần một cô gái thú vị như Thư Ý để đả động anh. Vì vậy ông mong Thư Ý có thể nói chuyện với Thời Yến nhiều hơn. Thư Ý cũng nhân cơ hội nói đều việc. Thời Yến cũng thích những cô gái xinh đẹp. Lần trước ở buổi họp báo, anh cứ nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp của mình. Thời Yến không tiết lộ mối quan hệ của anh với Thời Nguyệt, giải thích lần trước bản thân nhắc đến Thời Nguyệt trước mặt cô ấy, chẳng qua là đang đùa mà thôi. Thư Ý cũng rất hài lòng với lời giải thích của Thời Yến, lúc này mới thôi không hỏi để khiến Thời Yến đồng ý làm phỏng vấn. Đặc biệt Thư Ý lại bắt đầu làm trò nói dối, bản thân không muốn đi xe ô tô muốn đi bộ. Trịnh Thư Ý bây giờ cô càng ngày càng biết đòi hỏi nhỉ, tôi không chỉ biết đòi hỏi mà còn biết làm thơ. Thư Ý cách xa Giang Thành, Thời Yến ghen tị với Tuyết Anh, biết cô là đang cố ý, tiếc là khó mà qua được ải mỹ nhân, cuối cùng vẫn đồng ý về phỏng vấn độc quyền. Vì để cảm ơn Thời Yến, Thư Ý mời anh cuối tuần cùng nhau đi ăn. Tới cuối tuần cô vừa trang điểm thay đồ xong, mẹ vậy mà lại không mời mà tới còn kéo cô đi xem mắt. Đối tượng xem mắt không những là bạn của Thời Yến, còn là đối tượng trong lòng của Thời Nguyệt. Lúc này Thời Yến không hề hay biết, vẫn đang lựa chọn quần áo để mặc. Nào ngờ giây tiếp theo lại nhận được tin nhắn cho leo cây của cô. Sau khi dùng bữa xong, mẹ lại đem Thư Ý và Dụ Du đi xem phim, còn tận tình mua vé cho hai người cùng đi xem phim. Lúc đó Thư Ý cảm thấy buồn ngủ, may mắn thay Thời Yến gửi tin nhắn tới khiến cô lập tức bừng tỉnh. Thời Nguyệt cũng gửi tin nhắn tới cho Dụ Du, sau khi bộ phim kết thúc hai người nhà ai về nhà đó. Thư Ý nhận được điện thoại kiểm tra từ mẹ muốn biết tình hình của hai người. Thư Ý vừa đi vừa trả lời, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thời Yến đang đợi ở dưới tầng. Thời Yến cũng tình cờ nghe được lời cô vừa nói, hỏi cô rốt cuộc ban nãy đi chơi cùng ai. Thư Ý cố tình đánh trống lảng, chỉ vào trăng trên trời để chuyển chủ đề. Thời Yến nhịn không được từng bước ép sát phía cô. Thư Ý tưởng tượng ra cảnh mình bị bá đạo tổng tài ép vào xe nhưng thực tế là cô tưởng tượng hơi sâu. Thư Ý quái gở chỉ trích đối phương, tối rồi không đi ngủ còn chạy tới nhà mình. Thấy cô né tránh, Thời Yến bước tới ép cô về phía ô tô, vào đúng thời điểm quan trọng mẹ gọi tới. Thư Ý nhanh chóng bỏ chạy. Ngày hôm sau Thư Ý đêm khuya vẫn ở công ty tăng ca. Sau khi hoàn thành công việc cũng không quên lên WeChat trêu chọc Thời Yến. Cô đăng lên vòng bạn bè rằng bản thân mệt mỏi, ước gì có ai đó ship giường tới. Thời Yến lập tức cắn câu gọi điện thoại, bảo cô xuống tầng. Thư Ý vui vẻ chạy xuống dưới, nào ngờ bên dưới lại là anh trai cửa hàng bán bánh đặc biệt chuẩn bị cho cô bánh trứng nóng hổi. Thấy cảnh này Thời Yến lập tức bật chế độ ghen tuông. Hai người đến một nhà hàng mà Thư Ý thường tới cùng bạn trai cũ. Mì cũng đã được bưng lên, Thư Ý nhìn thấy bạn trai cũ ngoài cửa lập tức trốn vào trong nhà vệ sinh. Thời Yến đang đợi Thư Ý, quay lại nghe thấy bạn trai cũ bị người quen hỏi về chuyện chia tay. Anh nghe thấy cái tên Thư Ý, Thời Yến lập tức quay lại nhìn. Anh nhìn chằm chằm đối phương, nghe lén cuộc nói chuyện của mấy người bạn trai cũng chỉ nói mấy câu rồi rời đi. Thư Ý trở về chỗ của mình. Mắt to như thế mà tầm nhìn đúng là kém. Thư Ý đột nhiên chẳng còn hứng thú ăn, vừa đói vừa buồn ngủ. Cô được Thời Yến đưa về nhà, Thời Yến nhớ tới Thư Ý còn chưa ăn cơm. Anh tới cửa hàng tiện lợi mua một bình giữ nhiệt. Quay lại quán ăn ban nãy đem món mì mà Thư Ý thích đổ vào bình giữ nhiệt đưa tới nhà của cô. Thư Ý vui vẻ ăn món ăn yêu thích của mình, trong lòng ngập tràn tình yêu. Thời Yến cũng thỉnh thoảng đưa cô về nhà, lần này trên đường về nhà Thư Ý nói về chuyện công việc, đề cập đến sự tiến bộ của Thời Nguyệt, khen ngợi cô có phong thái giống hệt bản thân lúc còn trẻ. Thời Yến đương nhiên là mừng cho cháu gái mình cũng khen ngợi một câu. Điều này đột nhiên nhắc nhở Thư Ý rằng Thời Yến vẫn luôn chú ý đến Thời Nguyệt. Để khiến Thời Yến thất vọng cô vội vàng quay xe. Cô nói rằng Thời Nguyệt gần đây bị ám ảnh bởi các bài giảng của Dụ Du. Cô thậm chí còn khen ngợi Dụ Du rất nhiều, bất kể ngoại hình hay kiến thức. Anh ấy chính là một người trên vạn người. Thời Yến thấy vẻ mặt mê trai của cô, anh ngay lập tức lật mặt sẽ ngoặt đổi hướng và đưa cô về nhà. Thế là Thư Ý đã nhìn thấy những huân chương, bằng khen của anh từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Thời Yến giải thích bản thân đưa cô đi xem những thứ này, chỉ muốn Thư Ý hiểu được tính phổ quát của con người anh. Đừng có cho rằng chỉ có Dụ Du mới là độc nhất vô nhị. Thư Ý nghe thấy trong lời nói có ý ghen tuông, trong lòng không khỏi vui mừng. Khi nhìn thấy Thời Yến lấy ra nhiều huy chương, cô lập tức bật chế độ nịnh bợ khen ngợi anh ưu tú về mọi mặt. Thời Yến từng bước ép sát đòi phần thưởng, Thư Ý không còn lúng túng dùng hai tay nắm lấy tay áo anh, kiễng chân lên rồi trao anh một nụ hôn. Vào thời khắc quan trọng lại bị gián đoạn, Thời Yến ước gì có thể trực tiếp sa thải trợ lý của mình. Sau khi cúp điện thoại, anh muốn tiếp tục việc đang làm giờ, nhưng Thư Ý ngượng ngùng bỏ chạy. Ngày hôm sau hai người tình cờ gặp nhau ở sân bay, mà chuyến công tác vẫn còn cùng một nơi ở một công ty. Thời Yến bá đạo bảo Thư Ý đi bên cạnh mình, Thư Ý nhanh chóng báo tin vui cho Sang Sang. Sang Sang cũng dặn cô đừng có đi 2 về 3 là được. Đã tới nơi, Thư Ý ban đầu muốn tài xế đưa bản thân tới khách sạn đã đặt trước, nhưng Thời Yến đã sắp xếp xong tất cả, bảo cô ở cùng với mình. Thư Ý cứ tưởng hai người sẽ ở chung một phòng, trong lòng không khỏi nghĩ, làm như vậy chung quy mối quan hệ chưa được xác nhận thì không hay cho lắm. Cho đến khi Thời Yến lấy ra 2 tấm thẻ phòng, lúc đó cô mới nhận ra là bản thân nghĩ nhiều rồi, cảm thấy quá ư là xấu hổ bỏ chạy vào phòng. Ngày hôm sau hai người đến một ngôi chùa địa phương để viếng thăm. Thời Yến nhắc nhở Thư Ý cẩn thận bậc thềm, anh cũng tận tình nắm lấy tay áo của cô. Thư Ý cũng nhân cơ hội trượt tay xuống để nắm vào tay anh, khóe miệng hai người bất giác nhếch lên, mơ thầm chấp nhận sự thân mật này. Trên đường có thợ chụp ảnh mời chào hai người, Thư Ý đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Thời Yến hiếm khi nở nụ cười. Kết quả là bức ảnh của hai người được tính giá là 99 nhân dân tệ. Thư Ý chỉ phàn nàn quá đắt. Thời Yến lấy điện thoại ra để quét mã ngụ ý chính là vĩnh cửu. Lúc tới chùa Thư Ý rút một quẻ, cô không hề biết ống để quẻ đã bị Thời Yến động tay động chân. Cho dù cô có lắc cỡ nào thì đều chỉ rơi ra quẻ đó. Hai người là trời sinh một cặp sớm đã định sẵn. Cảm ơn tiên sinh, mong rằng mọi thứ đều thuận lợi. Trở lại khách sạn, Thư Ý vẫn cảm thấy bứt rứt, chưa đủ hy vọng Thời Yến có thể chủ động. Thời Yến tựa hồ nghe được nội tâm của cô, giữ lấy tay nắm cửa, điện thoại của Thời Yến lại vang lên làm gián đoạn tình cảm đang nảy mầm. Ngày hôm sau Thời Yến chuẩn bị bàn chuyện đầu tư, Thư Ý cũng muốn đến công ty đó để phỏng vấn để hiểu chi tiết về công ty đối phương. Cô quyết định trước tiên sẽ hỏi thăm tình hình với tư cách là trợ lý đặc biệt của Thời Yến. Anh nêu lên những vấn đề tồn tại của công ty đối phương, nhưng ông chủ vẫn luôn giả bộ không hiểu. Trong lời nói của đối phương, trong ngoài đều không có ý hợp tác với Thời Yến. Trở về không có cách nào nói với các cổ đông, Thư Ý không thể chịu nổi lời nói sắc bén khiến đối phương á khẩu. Sau sự việc cô bình tĩnh trở lại, cũng sợ mình sẽ làm xáo trộn việc hợp tác khiến Thời Yến khó xử. Không ngờ Thời Yến lại không quan tâm, thay vào đó anh đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn tối. Thư Ý vẫn bận tâm không vui, Thời Yến bày tỏ thái độ rất ưng. Những lời mà cô vừa nói ban nãy, đây chính xác là những gì anh muốn nói với các cổ đông. Khi quay trở lại, anh thậm chí còn khen ngợi cô vì sự chính xác và đi vào trọng tâm trong việc lựa chọn từ ngữ gần như đồng điệu với anh. Thư Ý nghe những lời đó lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, hai mắt lấp lánh nhìn Thời Yến. Để dành nhiều thời gian ở bên cạnh Thư Ý hơn, anh cố tình đuổi tài xế đi. Hai người đi dạo dọc bờ sông, Thư Ý không khỏi thở dài. Đi như thế này khiến cô đột nhiên nhớ tới những chuyện sau này. Thời Yến nhân cơ hội này hỏi Thư Ý có kế hoạch gì về tương lai. Thư Ý quay lại nhìn anh trìu mến. Anh không thể chịu nổi sự trêu chọc này, dần dần tiến lại gần. Không ngờ vào thời điểm quan trọng, điện thoại lại lần nữa vang lên phá vỡ bầu không khí nóng hổi lần thứ N. Nhưng lần này chính Thời Nguyệt là người phá hỏng bầu không khí. Trở lại khách sạn, Thời Yến kéo cô lại, tình cảm sâu đậm trong mắt anh gần như tràn cả ra màn hình. Thư Ý căng thẳng lại bỏ chạy. Ngày hôm sau, Thời Yến đích thân đưa cô tới công ty hôm qua phỏng vấn rồi chờ cô ở bên dưới. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, sếp tổng của công ty bảo nhân viên mang quà lên muốn Thư Ý nói vài lời hay trong bản phỏng vấn, nhưng cô lại kiên quyết có sao ghi vậy, càng không muốn nhận quà. Cô tìm đủ mọi cách để từ chối. Thời Yến cũng kịp thời xuất hiện giúp cô thoát khỏi phiền phức. Chuyến công tác kết thúc, Thư Ý phát hiện ảnh bìa của Thời Yến trên vòng bạn bè. Ảnh được thay là bối cảnh khi hai người đi chùa. Cô vui vẻ liền like ảnh, có điều suy nghĩ nhiều lần lại bỏ like. Hành vi này ngược lại càng làm cô thêm khó xử, dường như có chút giấu đầu hở đuôi. Chính vào lúc cô đang khó xử, Thời Yến đã đăng một bài lên vòng bạn bè dòng trạng thái: "Con đường hoa chưa từng có ai ghé thăm, bây giờ cánh cổng đang mở cho bạn." Thư Ý không giấu nổi nụ cười của mình, cho rằng đây là lời tỏ tình ngầm. Ngày hôm sau, Thư Ý đến gặp giám đốc của Thời Yến để lấy thông tin. Không ngờ Lệ Trí, tảm tiêu ấy lại là thư ký của giám đốc. Cô ta cố tình làm khó Thư Ý, cô nói dối giám đốc đang họp để Thư Ý ngồi chờ. Cho tới khi uống xong 3 tách cà phê vẫn chưa gặp được. Người trợ lý của Thời Yến thấy Thư Ý cũng nhìn thấy cốc cà phê ở bên cạnh, liền đem sự tình nói cho Thời Yến. Thời Yến lập tức gọi điện cho giám đốc sợ hãi đến mức đích thân tới đón cô. Khi lên lầu cô mới nhìn thấy Lệ Trí, còn tưởng rằng cô ta ỷ vào mối quan hệ là cháu của Thời Yến được phân công đặc biệt về bộ phận tài chính. Sau khi Thư Ý rời đi, giám đốc liền gọi điện cho cô giáo huấn cho cô ta với những lời nặng có nhẹ khó. Lệ Trí cũng á khẩu trước những sai lầm mình gây ra. Cô ta bị cảnh cáo nếu còn lần nữa thì cứ út cút ra khỏi đây. Điều này càng khiến cô ta ghét Thư Ý hơn. Khi Thư Ý chuẩn bị rời đi, cô tình cờ gặp Thời Yến trong thang máy. Căng thẳng tới mức quên bấm thang máy, kết quả Thời Yến kéo cô đến phòng làm việc của mình. Anh ta đang bận rộn với công việc, trước mắt Thư Ý thì đang ngồi trên ghế sofa gần đó. Nhân viên liền bưng tới cho cô một ly nước chanh ấm. Thư Ý tay cầm cốc cảm thán, vì các nhân viên thực sự quá chu đáo. Thời Yến làm việc đến tận đêm. Thư Ý ngồi đợi ở bên cạnh muốn rót cho anh một ly nước chanh ấm thêm chút mật ong. Trợ lý đặc biệt nhắc nhở cô, Thời Yến không uống mật ong. Cốc nước chanh với mật ong mà Thư Ý vừa uống ra, Thời Yến biết cô uống quá nhiều cà phê nên đặc biệt bảo người chuẩn bị. Lúc đó Thư Ý mới nhận ra tất cả đều là Thời Yến đã làm cho mình, khiến cô cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu. Khi Thư Ý mang nước chanh trở lại văn phòng, tình cờ đụng phải Thời Yến đang định đi ra. Hai người đứng sát nhau, bầu không khí lại nóng rực. Cô cũng đưa anh đi ăn lẩu. Thời Yến không thích mùi vị của lẩu, nhưng không muốn cô mất hứng. Lúc gọi món cái gì cũng gật đầu phối hợp với sở thích của cô. Điều này khiến Thư Ý lầm tưởng rằng anh có cùng sở thích với cô. Món ăn được bưng lên, Thời Yến nhận được điện thoại từ Thời Nguyệt. Cháu gái bên này đã đâm phải xe của người ta, cần giúp đỡ gấp. Thời Yến lập tức đứng dậy chạy qua đó. Thư Ý biết được là cháu gái anh gọi tới, nhầm tưởng là Lệ Trí. Thế là bắt đầu diễn níu kéo Thời Yến ở lại. Nhìn vào ánh mắt nũng nịu của Thư Ý, Thời Yến thực sự không nỡ bước tiếp. Cứ thế anh đành để trợ lý xử lý việc của Thời Nguyệt, bản thân tiếp tục lại ăn lẩu cùng cô. Thời Nguyệt sau khi trở về nhà, cô ngửi thấy mùi lẩu ở trên người của chú mình. Cô liền ba hoa chích chòe xem rốt cuộc nhân vật nào có thể mời Thời Yến đi ăn lẩu được. Cô ép anh phải thú nhận xem gì tương lai là ai. Thời Yến liền nói giọng nghiêm túc từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Ngày hôm sau, Thời Nguyệt nói với Thư Ý về việc bị lừa và chuyện chú mình lại đi ăn lẩu cùng người khác. Thư Ý mắng chú của đối phương là người không phân trắng đen, còn nói nếu ở thời cổ đại thì sẽ là một vị vua lầm lỗi, mê gái bỏ bạn, sống quá là chóa, nhưng cô lại không hề biết bản thân chính là mụ quỷ ma mà cô đang nói. Năm mới cũng đang tới gần, Thư Ý mời Thời Yến cùng nhau đón giao thừa. Tiếc là hôm đó anh phải đi công tác, chờ tới lúc Thời Yến xuất phát, hai người lại bắt đầu nói nhớ nhung đối phương, người rơi vào lưới tình rồi sẽ luôn cười một cách vô tri. Thời Yến không có ở đây, Thư Ý cùng với Sang Sang đi dạo mua sắm. Buổi tối về tới nhà Thư Ý, không ngờ rằng Thời Yến đang ở nước ngoài vậy mà lại xuất hiện dưới nhà mình. Cô đoán anh đây là đặc biệt trở về vì mình. Trong lòng không giấu được hạnh phúc, lúc chào hỏi cũng không quên hỏi về trợ lý của anh. Thời Yến lập tức nổi cơn ghen, đột nhiên trở nên tức giận chỉ để cùng nhau đón năm mới. Thời Yến sớm đã bao sẵn một phòng, còn chuẩn bị một xe hoa hồng cùng với thiệp. Hai người tới nhà hàng đã đặt trước. Thời Yến cũng thừa nhận bản thân đặc biệt trở về để đón năm mới với cô. Thời gian 12 giờ cũng đã tới, hai người tới sân thượng để xem pháo hoa. Thấy Thư Ý có vẻ lạnh, Thời Yến cởi áo khoác ra ôm cô vào lòng. Bầu không khí cũng được tô điểm bởi những cặp đôi và mọi người xung quanh thêm phần náo nhiệt. Đúng lúc cùng với màn pháo hoa, Thời Yến nắm chặt tấm thiệp trong tay muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng vào lúc này Thư Ý đã hét lên lời chúc năm mới của mình. Cô muốn xuất bản tạp chí kỹ thuật số của mình vào năm mới. Thực tế và kỳ vọng xuất hiện, khoảng cách mọi thứ sắp xếp của Thời Yến đều bị đứt đoạn. Đúng lúc này phục vụ đi tới và nói hoa hồng đặt trước đã tới. Thư Ý vốn tưởng rằng là tặng bản thân, Thời Yến lại bảo người đem về nhà tặng cho chị gái. Cứ như vậy ý định muốn tỏ tình của cô cũng bị đứt đoạn. Thế là liền đổi chủ đề hỏi về nguyện vọng năm mới của Thời Yến. Anh thuận theo lời của cô nói nguyện vọng của bản thân chính là hy vọng cô có thể xuất bản được tạp chí kỹ thuật số. Thư Ý cười gượng, những ý định ban đầu đều tan thành mây khói, khiến hai người đều muốn tỏ tình liền thu lại tâm tư. Chuyển cảnh tới dưới lầu nhà Thư Ý, Thời Yến vẫn không nhịn được gọi cô lại. Thư Ý lập tức nhìn lại với vẻ mong đợi, nhưng Thời Yến nói anh mong mọi điều ước của cô sẽ thành hiện thực trong năm mới. Cô tâm sự với Sang Sang về việc tỏ tình, Sang Sang cũng phải khâm phục não của cô. Rõ ràng là vào khoảnh khắc lãng mạn nhất của cả hai, nhưng cô lại chỉ nghĩ tới tạp chí kỹ thuật số. Ngày hôm sau, Thư Ý và Sang Sang đến trang trại ngựa của chú Quan, vốn muốn yên tĩnh để sắp xếp lại cảm xúc, nào ngờ vừa tới liền nhìn thấy Thời Yến. Tính cách cổ quái của anh lãng mạn hôm qua mơ hồ giống như là một giấc mơ vậy. Lúc đang thay đồ, Sang Sang bảo Thư Ý chủ động xoa dịu mối quan hệ với Thời Yến, chỉ cần làm nũng một chút là được. Hai người không hề hay biết Thời Yến đang ở bên ngoài. Thư Ý than thở rằng anh đối với cô mà nói giống như một con diều, lúc gần lúc xa thật sự rất khó đoán. Sau khi Sang Sang rời đi, Thời Yến đi vào phòng thay đồ đeo thắt lưng cho Thư Ý. Tư thế thân mật quá mức khiến Thư Ý cảm thấy không biết phải làm sao, nhưng Thời Yến chỉ véo má cô rồi bước ra ngoài. Kết thúc chuyến cưỡi ngựa, Thời Yến tò mò lần đầu hai người gặp nhau đã cố gắng hết sức để lại gần anh. Thư Ý lúc này mới nhận ra, những lời ban nãy cô nói với Sang Sang Thời Yến đều đã nghe thấy hết, mà anh bắt đầu nghi ngờ mục đích của cô. Thư Ý nói dối rằng ban đầu là vì để có được cơ hội phỏng vấn, sau này dần dần bị anh thu hút mà không hề nhận ra. Thời Yến biết đây không phải nguyên nhân thật sự, nhưng nguyện đợi Thư Ý mở lòng hoàn toàn với mình. Thư Ý vẫn chưa giải quyết được vấn đề, trước mắt lại nhận được điện thoại giục lấy chồng từ mẹ, nhất quyết muốn con gái hẹn hò lại với Dụ Du. Vì để tránh việc bị ép xem mắt, cô nói dối bản thân đã có bạn trai, rồi tìm bừa một bức ảnh ở trên mạng của Thời Yến rồi gửi qua cho mẹ. Cô nhắc nhở về buổi hẹn hò với Dụ Du vào cuối tuần. Thư Ý do dự có nên nói với Thời Yến về buổi hẹn hò không, nhưng trước hết nghĩ đến phản ứng của Thời Yến khi biết được bá đạo tổng tài bắt lấy cô, sau đó kiên quyết biểu đạt không đồng ý, thậm chí phải đến gặp mẹ của Thư Ý để giải thích. Rõ ràng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép người phụ nữ của mình đi hẹn hò với Dụ Du. Thư Ý kinh ngạc với ảo tưởng của mình, dựa theo tính cách cao lãnh của Thời Yến sẽ chẳng có hành vi nào như vậy cả, mà phong cách của Thời Yến sẽ chúc cô có buổi xem mắt thuận lợi. Thư Ý và Dụ Du đồng ý cuối tuần sẽ ăn tối cùng nhau. Vừa hay Thời Nguyệt lại rủ cô cuối tuần đi spa, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng bảo Thời Nguyệt cùng đi ăn cơm với mình. Điều này sẽ có thể tránh ngại ngùng giữa cô và Dụ Du. Thời Nguyệt cũng đồng ý, nhưng cô không ngờ đối tượng xem mắt của Thư Ý vậy mà lại là người mà cô vẫn luôn thích. Cô cảm thấy rất khó chịu khi nhìn hai người trò chuyện. Dù sao những tin nhắn mà Dụ Du gửi cô đều quý báu giống như vàng vậy. Chính vào lúc Thời Nguyệt đang chán nản, ông ngoại gọi điện tới. Thời Nguyệt ủ rũ nói đang cùng với sếp đi xem mắt. Thời Yến đang ăn cơm nghe thấy điều này, đồ ăn trong miệng bỗng nhiên cảm thấy chẳng chút mùi vị nào. Sau bữa ăn, Dụ Du đưa Thư Ý về nhà, anh muốn biết cô đã có người trong lòng chưa. Thư Ý đã đưa ra câu trả lời khẳng định. Dụ Du đề nghị hai người cũng chỉ diễn đối phó với trưởng bối để tránh bị giục cưới. Thư Ý ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị này. Sau khi xuống xe, Thư Ý phát hiện Thời Yến đang đợi cô ở tầng dưới. Anh hỏi cô đi đâu, cô nói dối mình chỉ đi gặp bạn học cũ mà thôi, không dám thừa nhận việc đi hẹn hò với Dụ Du. Thời Yến đang từng bước tới gần, trùng hợp trên trời tuyết lại đang lất phất rơi. Anh không thể đợi thêm được nữa, trực tiếp ôm lấy cô vào lòng rồi trao cho cô nụ hôn. Hai người ôm nhau trong màn tuyết rơi ngập tràn trong vị ngọt của tình yêu. Cuối cùng chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương, cho đến khi Thư Ý nhận được cuộc gọi từ mẹ cô mới miễn cưỡng đi lên lầu. Ngày hôm sau, Thư Ý trang điểm thật đẹp, Thời Yến cũng bất giác cười không ngậm được mồm. Lúc ăn cơm liên tục nhắn tin, bạn gái của anh có vẻ ăn uống không được tốt lắm nhỉ? Bạn trai em có thể giúp em việc đó được không? Tối nay anh có chút việc bận, anh sẽ bù đắp cho em vào cuối tuần. Thư Ý đang chuẩn bị ăn cơm, biết được Thời Yến vẫn chưa ăn liền lập tức đặt đồ tới. Đợi tới khi đồ ăn được đưa tới, hai người coi video cho nhau. Thư Ý tăng ca, Thời Yến cũng tận tình đặt món ăn yêu thích của cô. Không những dặn cửa hàng dùng đồ giữ nhiệt đóng lại, cũng dặn nhân viên không cho thêm hành. Thư Ý trong lòng vô cùng hạnh phúc khi thấy điều này, không quên gửi tin nhắn cho Thời Yến. Món ăn yêu thích phải được thưởng thức cùng người mình yêu. Thời Yến nhìn tin nhắn trên mặt, không giấu được nụ cười. Khi hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc, hắc mã Dịch Dương, công ty khoa học công nghệ mới nổi cũng chú ý tới các bài phỏng vấn mà Thư Ý viết. Không những đánh giá cao cô mà còn tới tận nơi cô làm để muốn được hợp tác, mời cô tham gia họp báo phát trực tiếp của bản thân. Lúc này Thư Ý vẫn chưa biết danh tính của đối phương, đồng nghiệp sợ bị lừa nên bảo cô đừng đi. Nhưng Thư Ý cũng tới hiện trường để thăm dò. Khi Dịch Dương bắt đầu phát trực tiếp và giới thiệu tên bằng tiếng Anh, sau đó Thư Ý mới nhận ra rằng đối phương chính là thiên tài về chip. Khi tốt nghiệp được lên làm tiến sĩ, bắt đầu kinh doanh. Lúc còn học đại học, dựa vào nghiên cứu của bản thân đã có được một khoản vốn. Thư Ý rất ngạc nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là điều xảy ra tiếp theo. Rose, đối tác được Dịch Dương mời tới, chính là người mà Thời Yến cố gắng hết sức để kéo về. Công ty bây giờ Rose nhảy việc nhất định sẽ mang tới ảnh hưởng lớn cho Thời Yến. Kết quả đúng như cô dự đoán, các cổ đông của công ty Thời Yến đã nảy ra xung đột, thậm chí còn mở cuộc họp để công kích anh. Thư Ý cũng vì suy nghĩ cho Thời Yến. Ngay sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc liền tới nhà của anh. Vừa nhìn thấy anh, cô liền chạy tới ôm lấy người yêu để an ủi anh. Thư Ý cùng với anh uống rượu, kể lại những khó khăn bản thân gặp phải khi lần đầu tiên bước vào nơi làm việc. Thời Yến cuối cùng cũng mở lòng trực tiếp nói Rose nhảy việc khiến anh rất thất vọng. Thư Ý ôm lấy mặt anh trìu mến nói, khi em đang thực hiện đưa tin đặc biệt cho Vân Sang, em cứ nghĩ Thời Yến thật không thể tin được, vừa thông minh đầy tham vọng và có tinh thần trách nhiệm. Nếu anh không thành công thì ai thành công đây, có người yêu bên cạnh giống như liều thuốc bổ. Ngày hôm sau anh lại tràn đầy nhiệt huyết, cuối tuần tăng ca để giải quyết những vấn đề khó, trước mắt Thư Ý cũng tăng ca cùng Thời Yến. Cô không chỉ mặc bộ đồ màu đỏ mà Thời Yến thích, vội vàng tới tham gia buổi triển lãm nghệ thuật cùng Dụ Du và Thời Nguyệt. Có điều đen là ở trong thang máy lại chạm mặt Lệ Trí, lần trước cô bị giám đốc chửi cho không kịp vuốt mặt và còn cảnh cáo tốt nhất là đừng chọc vào Thư Ý, bởi vì đối phương không hề tầm thường. Điều này khiến cô lầm tưởng Thư Ý đang cặp kè với giám đốc, thế là liền khích đều Thư Ý. Vợ của giám đốc Tần là phó giám đốc một công ty truyền thông, nếu như bà ấy phát hiện chồng mình nảy sinh ý định không chung thủy, bà ấy có thể biến nó thành một vụ bê bối công khai. Cô đang nhắc nhở tôi sao, nào cô đổi tính rồi à? Thư Ý ở bên cạnh Thời Yến, đôi tình nhân không bao giờ quên tán tỉnh nhau. Em né cái gì, em sợ anh sẽ say mê nhan sắc của em, không thể kiểm soát được bản thân, em sợ anh ăn thịt em à? Tâm tình của Thư Ý vừa mới bình tĩnh trở lại, nào ngờ Thời Yến đột nhiên nói đói. Thư Ý ngay lập tức gợi nhớ đến những hình ảnh không lành mạnh, lẩm bẩm giữa ban ngày ban mặt ở văn phòng như này không thích hợp cho lắm. Thời Yến cố ý trêu chọc cô, nghe nói ban ngày ban mặt thì không được làm ở văn phòng. Nghe thấy vậy Thư Ý không thể chống đỡ nổi, muốn lấy cớ đi vệ sinh, nào ngờ Thời Yến lại quay xe bảo cô ấy dọn bàn để chuẩn bị ăn cơm. Lúc này cô mới nhận ra bản thân bị chơi khăm. Thời Yến ra ngoài đi họp, Thư Ý nhanh chóng gửi tin nhắn cho Sang Sang, nói cảm xúc hiện tại của bản thân đối với Thời Yến. Mặc dù ban đầu cô tiếp cận anh là có mục đích, là vì trả thù bạn trai cũ và Tiểu Tam, nhưng bây giờ cô thực sự thích Thời Yến, muốn ở bên anh lâu dài. Không lâu sau khi Thời Yến đi họp về, thấy Thư Ý đang ngủ trên ghế sofa, thế là anh nhẹ nhàng bước tới dùng áo đắp lên người cô. Khi Thư Ý tỉnh lại, phát hiện tin nhắn Sang Sang gửi tới mình thật sự hy vọng cậu có thể kết hôn với đại gia đó. Vừa nghe xong tin nhắn thì liền nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền tới tiếng động. Thời Yến bình tĩnh bước ra khỏi đó, biểu thị bản thân vừa mới đi rửa tay. Thư Ý mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh không hề nghe thấy lời nói của Sang Sang, không hề biết rằng anh đã nghe rất rõ là đằng khác. Cũng chắc chắn Thư Ý tiếp cận bản thân là có mục đích, có điều anh tự an ủi bản thân cho dù cô có mục đích gì, chỉ cần người đó là Thư Ý là được. Dịch Dương lại tới tạp chí tìm Thư Ý, Vũ Linh chủ động qua bắt chuyện với anh và chủ động mời anh để mình viết một bài báo cáo, nhưng Dịch Dương lại nhờ cô ta mau chóng tìm Thư Ý về. Điều này khiến Vũ Linh bẽ mặt nhưng cũng không thể làm gì được. Thư Ý vừa tới, Dịch Dương lại một lần nữa nhờ cô viết báo cáo. Thư Ý không hiểu vì sao đối phương muốn nhất quyết là mình. Dịch Dương cũng không giấu giếm gì, thừa nhận bản thân thích Thư Ý. Thư Ý nhấn mạnh rằng cô đã có bạn trai, nhưng Dịch Dương không quan tâm, cho rằng đa phần tình yêu đều là chọn lựa tức thời, nhưng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Vì thế Thư Ý có thể thông qua buổi phỏng vấn để hiểu hơn về anh rồi hẳn đưa ra quyết định so sánh. Tổng biên tập bảo cô phải nắm bắt cơ hội, suy cho cùng cuộc phỏng vấn này với Dịch Dương sẽ giúp ích rất nhiều cho cô trong việc nâng cấp tạp chí kỹ thuật số. Nhưng Thư Ý không muốn công việc ảnh hưởng tới tình yêu, muốn thảo luận với Thời Yến. Trước khi đưa ra quyết định, Thời Yến nghe xong toàn bộ chuyện cũng không ích kỷ ngăn cản, thay vào đó bản thân ủng hộ cô ấy theo đuổi ước mơ của mình. Khi em tập trung vào công việc, em lấp lánh như ngôi sao sáng nhất, chính ánh sáng đó đã thu hút anh và dẫn anh đến với em. Lời tỏ tình trìu mến khiến trái tim Thư Ý rung động, cô không nhịn được mà kiễng chân lên hôn anh. Hai người hẹn nhau đợi cho đến khi cuộc phỏng vấn của Thư Ý kết thúc. Tới đại hội chip cùng Thời Yến, hội hợp đã hoàn thành công việc. Thư Ý thu dọn hành lý và lên đường, thấy bạn trai cũ ở dưới tầng Tinh Châu hiểu lầm cô là Tiểu Tam phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, tự cho mình là đúng tới để khuyên nhủ. Thư Ý tức giận ngay cả một câu cũng không muốn nói với đối phương, biểu thị bạn trai đang lái xe tới đón. Khi nhìn thấy biển xe ngũ 6, Tinh Châu tưởng rằng là chú của Lệ Trí. Thư Ý, em đang trả thù anh có đúng không? Sau này chúng ta là người một nhà, anh tốt nhất là nên tôn trọng trưởng bối, đừng có lôi lôi kéo kéo. Khi Thư Ý tới khách sạn, Thời Yến đang bận giao lưu, ngồi cùng bàn còn có Dịch Dương. Khi tình địch gặp nhau không có chuyện ăn miếng trả miếng, hai bên trong suốt cuộc trò chuyện đều thẳng thắn. Lúc này Thời Yến nhận được tin nhắn mà Thư Ý gửi tới, muốn ăn cơm, thế là anh đứng dậy cáo biệt với mọi người, nói dối quay về cho mèo ăn. Trên đường đi Thời Yến gọi điện cho Thư Ý, lúc này mới biết cô đang trong phố đêm. Thư Ý đang mua đồ bị mấy tên côn đồ tới trêu ghẹo, cũng may Thời Yến kịp thời xuất hiện, liền khuất phục được mấy tên côn đồ. Anh đùng đùng kéo cô rời đi. Thư Ý cảm thấy ấm ức, cô ấy vẫn chưa có kịp tức giận, Thời Yến ngược lại là không quan tâm. Anh cũng ý thức được tâm trạng của bạn gái, lúc này mới nói ra tâm ý. Anh thấy Thư Ý ăn mặc quá xinh đẹp nên mới hấp dẫn đàn ông, biết Thời Yến là đang ghen. Tâm trạng Thư Ý lập tức lại vui trở lại, tiến lại gần trêu chọc, muốn biết bản thân có thu hút Thời Yến không. Nghe thấy lời này anh liền hôn cô, dùng hành động để làm đáp án. Cửa thang máy mở ra, Thư Ý vẫn chưa muốn kết thúc ở đây, vẫn muốn tiếp tục mặn nồng. Thời Yến đẩy cửa rồi đẩy cô vào trong, dặn cô nghỉ ngơi sớm. Sau khi anh và cô ai về phòng, người đó liền gặp Thời Nguyệt ở dưới tầng. Thời Nguyệt đến đây theo Dụ Du, nhưng không dám nói ra sự thật với chú, phải nói dối rằng bản thân vốn tới đây để học hỏi. Ngày hôm sau khi Thư Ý thu dọn xong, Thời Yến sớm đã đứng ở trước cửa, anh muốn nhân cơ hội này giới thiệu cô với Thời Nguyệt. Lúc này cô vẫn còn tưởng cháu gái anh là Lệ Trí, sợ rằng sau khi bản thân gặp mặt đối phương, mục đích ban đầu sẽ ngay lập tức bị vạch trần. Thế là cô vội vàng từ chối việc gặp mặt cháu gái anh. Trên đường đi Thư Ý luôn lo lắng về sự việc này. Thời Yến tưởng rằng là do cô chưa nghỉ ngơi tốt, bảo Thư Ý dựa vào vai mình nghỉ ngơi thêm chút nữa. Lúc này điện thoại di động của Thư Ý vang lên, nghe nói cô đi phủ thành rồi, không phải cô nói cô ở cùng bố sao? Bluetooth được kết nối tự động, Thư Ý căn bản không lường trước được, chỉ đành cố tránh né câu hỏi tới địa điểm. Thư Ý sợ rằng sẽ chạm mặt Lệ Trí, nói dối là đi chào hỏi một người bạn, bảo Thời Yến vào trước. Cho tới khi hội nghị gần bắt đầu cô mới bước vào trong, nào ngờ vừa mới vào trong, ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt lên hàng ghế đầu ngồi cùng anh. Một người là đối tượng xem mắt, một người là bạn trai, một người là người theo đuổi. Đối mặt với ba tiểu thịt tươi này, Thư Ý vẫn chọn ngồi cùng Thời Yến để giảm bớt ngượng ngùng. Cô mượn cớ đi mua cà phê, vừa đứng dậy Dụ Du người ở bên cạnh đề nghị đi cùng cô. Thời Yến giả vờ nhìn điện thoại, tạo áp lực cho Thư Ý xem cô ấy chọn lựa như nào để an ủi bạn trai. Thư Ý phải nói dối rằng mình bị chóng mặt, lại tiếp tục ngồi xuống. Giải quyết xong cái này lại có cái khác ập tới, Dịch Dương người vốn đã ở rất xa. Đột nhiên anh thay đổi vị trí đến bên cạnh Thư Ý, thấy Dịch Dương chủ động bắt chuyện. Thời Yến lần này không còn im lặng nữa, nắm tay Thư Ý và tuyên bố chủ quyền giữa hội nghị. Thư Ý đột nhiên bị đau bụng, Dịch Dương muốn đưa cô về khách sạn. Trợ lý của Thời Yến bước tới và đưa Thư Ý đi, đợi tới khi cô tỉnh lại phát hiện Thời Yến đang ngồi ở bên cạnh. Thư Ý nhõng nhẽo đòi anh dỗ ngủ, lúc tỉnh dậy lần nữa Thời Yến có việc phải rời đi. Trước khi đi cũng đặc biệt gọi cho cô món cháo thanh đạm, cảm nhận được sự quan tâm tận tình từ anh. Cô ngay lập tức cảm nhận tình yêu rồi lại thấy bất an, sợ rằng sau khi anh biết sự thật thì sẽ không chấp nhận. Từ lúc bản thân thật sự yêu Thời Yến, cô vẫn luôn tìm cơ hội để nói ra sự thật. Khi tình cảm trở nên sâu sắc hơn, chuyện muốn nói thật của cô ngày càng mãnh liệt. Sang Sang sau khi nghe thấy những gì cô nói, khuyên cô hãy đợi thêm. Bây giờ hai người vừa mới hẹn hò, ngộ nhỡ Thời Yến không chấp nhận được rồi đề nghị chia tay. Như vậy có đáng để đánh đổi không? Đợi tới khi anh hoàn toàn không thể rời xa cô, lúc đó nói ra sự thật vẫn chưa muộn. Thư Ý nghe lời Sang Sang tạm thời không nghĩ tới chuyện đó nữa. Buổi tối Thư Ý gửi tin nhắn phàn nàn nhàm chán. Thời Yến gác công việc cùng cô đi xem phim, Thư Ý cũng đặc biệt đăng vé xem phim lên vòng bạn bè. Thời Nguyệt thấy vậy cũng like ảnh của cô, đồng thời cô vậy mà lại phát hiện chú mình cũng like. Chú vậy mà lại like ảnh người khác, không lẽ chú yêu đơn phương Thư Ý? Kết thúc phim cả hai nắm tay nhau trở về khách sạn, nhưng lại thấy Sang Sang và Quang Tế. Thư Ý lập tức buông tay anh ra, nói dối rằng bản thân và Thời Yến chỉ tình cờ gặp nhau. Thời Yến bất mãn nhưng không biểu lộ ra ngoài, trực tiếp trở về phòng, cảm thấy ghen tị vì Thư Ý không muốn công khai mối quan hệ. Ngày hôm sau hai người lại đi tham dự hội nghị chip, Thời Yến và Dịch Dương được mời lên sân khấu cùng lúc. Khi được hỏi anh cảm thấy thế nào khi Dịch Dương đã cướp mất Rose, Thời Yến điềm tĩnh nói đem chuyện quan niệm của công ty với hy vọng hoài bão của bản thân nói với tất cả mọi người. Thư Ý thấy Thời Yến tỏa sáng lấp lánh ở trên trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Trước khi rời đi Dịch Dương ngăn Thư Ý lại tỏ tình, cô cũng nói với đối phương cô đã là người yêu của Thời Yến. Thời Yến là lựa chọn tốt nhất của cô ấy, cô không có ý định từ bỏ. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, cho dù là công việc hay là tình yêu, tôi đều sẽ thắng một cách đẹp nhất trận đấu này. Cho dù kết quả như nào tôi đều đã thắng rồi. Về phía Thư Ý, cô ấy tuyệt đối không phải là con tốt để chúng ta cạnh tranh. Tôi không thể không có cô ấy cũng càng có lựa chọn về người mà mình thích. Năm mới đang đến, Thư Ý không nỡ tạm chia tay Thời Yến một khoảng thời gian. Anh cũng nhìn thấu tâm tư của cô nhưng không nói, vừa dặn trợ lý chuẩn bị quà để Thư Ý mang về, vừa chạy đua với công việc để dành nhiều thời gian cho Thư Ý hơn. Khi tình cảm ngày một sâu sắc hơn, Thư Ý sống trong nỗi bất an mỗi ngày. Vũ Linh phát hiện quan hệ giữa hai người liền thay đổi thái độ nhanh chóng. Thời Nguyệt và những người khác không biết Vũ Linh lại có âm mưu gì, nhưng nếu là hồ ly tinh kiểu gì cũng sẽ có ngày hở đuôi. Thư Ý cũng nhận ra bản thân cũng là người lừa gạt. Thời Yến sợ rằng lúc anh biết thật sự sẽ chia tay với cô, ngay cả anh mời cô đi ăn tối, cô cũng không có tâm trạng. Cô lại một lần nữa nói với Sang Sang muốn nói sự thật với Thời Yến. Sang Sang vẫn khuyên cô nên đợi thêm một thời gian nữa, đợi tới khi tình cảm ổn định mọi thứ sẽ không có vấn đề. Năm mới đang tới gần, Thư Ý đến trung tâm mua sắm để chọn quà cho bố mẹ, vô tình lại chạm mặt Lệ Trí. Cô thấy cô mua một chiếc đồng hồ đắt tiền, chế nhạo cô với cành cao là tảm tiêu, chen chân vào mối quan hệ của người khác trùng hợp. Thời Yến gửi tin nhắn tới vì để thị uy, Thư Ý cố tình dùng ghi âm để trả lời. Trước khi rời đi không quên trêu tức Lệ Trí một lần nữa. Lúc đang ăn tối cùng bạn trai, cô lại lần nữa nói xấu Thư Ý, cố tình bám víu vào giám đốc. Tinh Châu giúp Thư Ý nói vài lời rằng không có quan hệ gì với giám đốc tài chính, nhưng Lệ Trí không cam tâm. Kinh Châu biểu thị nếu như cảm thấy không thuận mắt, có thể nói với chú điều tra chuyện giữa hai người. Lệ Trí lập tức im bặt liền đổi chủ đề. Sáng sớm hôm sau, Thư Ý vừa ra khỏi cửa liền thấy Thời Yến đã đợi sẵn dưới lầu. Anh đưa cô tới trạm xe, hai người luyến tiếc chia tay. Cho tới lúc chuẩn bị rời đi cô vẫn mong đợi không ngừng, đấu tranh nội tâm. Cuối cùng rời đi trong lưu luyến. Vào đêm giao thừa, Thời Yến chạy ra ngoài để gọi điện cho Thư Ý, tình cờ bị Thời Nguyệt bắt bài. Lần này anh thừa nhận mình đang cùng bạn gái nói chuyện, có điều tên của Thư Ý vẫn chưa được nói ra, muốn đợi cô đồng ý công khai. Cả nhà đều rất tò mò không biết đối phương là ai. Chú Quang là người duy nhất biết nhìn thấu mà không nói gì. Ngày khác Thư Ý muốn đi tham dự đám cưới của tiền bối. Buổi tối cô gửi 2 bức ảnh cho Thời Yến, hỏi anh nên mặc bộ nào đi đám cưới. Thời Yến không thể ngồi yên nổi nữa, lấy lý do công việc rồi rời khỏi nhà. Ngày hôm sau Thư Ý ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quyết tâm chiếm trọn spotlight. Cô biết rõ Lệ Trí và Tinh Châu cũng tới tham dự. Thư Ý ban đầu không muốn quan tâm tới đôi cẩu nam kia, Lệ Trí lại cố tình thích thể hiện, chốc chốc lại bảo bạn trai lấy súp rồi lại bóc tôm. Khi bạn cùng lớp hỏi Thư Ý có bạn trai chưa, Lệ Trí lại bắt đầu hắt nước bẩn nói Thư Ý làm tiểu tam chen chân vào gia đình người khác. Thư Ý ngay lập tức phản bác khiến Lệ Trí á khẩu. Cứ thế cả hai lời qua tiếng lại không ai thua ai. Thời điểm quan trọng, Thời Yến gửi tin nhắn tới nói bản thân đang ở bên ngoài. Thư Ý lập tức thu dọn đồ và rời đi. Khi nhìn thấy Thời Yến xuất hiện trước mặt, trong lòng Thư Ý có một cảm giác khó tả, nỗi bất bình bản thân vừa phải chịu đựng ngay lập tức được giải tỏa. Cả hai đang chuẩn bị lên xe rời đi, Lệ Trí và Tinh Châu cũng xuất hiện. Thư Ý thấy vậy lập tức nghĩ ra cách trả thù Lệ Trí, không ngờ Thư Ý vậy mà lại là người yêu của Thời Yến. Ngay khi cô ả chưa thể hiểu được tình hình trước mắt, tài xế liền hạ kính xuống và gọi cô ta. Thư Ý và Tinh Châu đồng thời trợn to mắt, lúc này mới biết cậu út của cô ta là tài xế của Thời Yến. Chú rể và các bạn học cũng đuổi theo ra ngoài xin lỗi Thư Ý vì hôm nay tiếp đón không chú đáo. Lúc này Thời Yến mới phát hiện cháu gái tài xế ban nãy nói xấu Thư Ý là tiểu tam chen chân, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Vì để chút giận cho cô, Thời Yến bá đạo tổng tài bảo vệ bạn gái hết nước chấm, yêu cầu Lệ Trí lập tức xin lỗi Thư Ý. Cô ả không dám đắc tội với Thời Yến, chỉ đành nhịn nhục cầu xin tha thứ. Trên đường đi trong lòng cô vô cùng rối bời, sợ Thời Yến một khi biết được sự thật thì hết cứu. Đúng lúc đó Thời Nguyệt gọi điện tới hẹn cô đi tắm suối nước nóng. Vì để trốn tránh Thời Yến, Thư Ý bảo anh mau dừng xe nói bản thân đã có hẹn. Thời Nguyệt nhìn thấy Thư Ý thần hồn thần trí đều lẫn lộn, cô cũng chỉ tùy tiện nói cảm xúc bực bội. Lúc này Thời Nguyệt vẫn cho rằng chú là đơn phương yêu Thư Ý. Vì để giúp chú, cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Thời Yến. Cảm xúc của Thư Ý đang không tốt, có thể nhân cơ hội tới tấn công. Thế là hai người lúc đang chuẩn bị rời đi nhìn thấy Thời Yến đang đi tới. Thư Ý giờ mới biết Thời Nguyệt mới là cháu gái của Thời Yến, liên tiếp gặp phải hai đòn chí mạng. Thư Ý chỉ muốn độn thổ, nhưng Thời Yến cũng không cho cô cơ hội suy nghĩ, đưa cô tới một nơi không có ai, lại một lần nữa hỏi câu chuyện tình gặp trục trặc. Thư Ý điên cuồng động não lấy cớ để cho qua câu chuyện, nói bản thân hiểu lầm Thời Yến để ý Thời Nguyệt, vì thế mới cảm thấy chuyện tình trục trặc. Bây giờ khi biết được mối quan hệ giữa hai người mới thả lỏng hơn chút. Thời Yến lại gần cô, hỏi cô thích bạn trai cũ hơn hay bản thân mình hơn. Đương nhiên là anh rồi. Nghe được câu trả lời mãn nguyện, Thời Yến tiếp tục hỏi từ khi nào Thư Ý bắt đầu thích anh. Thư Ý trong lòng cảm thán, người đàn ông này cũng chiếm hữu mạnh quá rồi. Nếu anh biết cô lợi dụng anh để trả thù bạn trai cũ, hậu quả sẽ không thể lường trước. Cô đang định trả lời, đột nhiên điện thoại vang lên, là bố cô gọi tới. Thư Ý cũng nhân cơ hội mượn cớ mau chóng tẩu thoát. Thư Ý rời đi, Thời Yến hồi nhớ lại cảnh tượng đối phương ở cạnh, trong lòng kiên định chỉ cần Thư Ý nói thật, cho dù mục đích tiếp cận anh là gì, anh đều sẽ cho cô mọi thứ mà cô muốn. Thư Ý trở về nhà cũng cảm thấy khó chịu, cô đã yêu Thời Yến, không muốn mối quan hệ này trộn lẫn sự lừa dối. Cô quyết định nói ra sự thật, cầu xin sự tha thứ từ anh. Thế là cô đã hẹn Thời Yến ngày mai 10 giờ đi thủy cung, nhưng cô không biết tài xế. Vì để cầu xin sự tha thứ từ Thời Yến đã nói ra việc Lệ Trí đã phá hoại chuyện tình cảm của Thư Ý và Tinh Châu. Lúc này Thời Yến mới nhận ra mình đã sai. Anh còn tưởng Thư Ý là vì muốn tiền cần nguồn tài nguyên, bây giờ mới hiểu cô lợi dụng bản thân. Thư Ý đã chờ đợi rất lâu ở thủy cung, vẫn không thấy Thời Yến tới, không hề biết Thời Yến ban đầu vốn định quay về Giang Thành vẫn nán lại tới đó nhìn cô, nhưng Thời Yến lại không xuống xe, ở trên xe nghe điện thoại của cô, anh không tới sao? Anh tới cùng em diễn kịch sao? Thư Ý nghe xong cũng hiểu anh đã biết hết mọi chuyện, cô buồn bã đứng như trời trồng mà khóc. Lúc này chẳng chút tâm trạng, nhìn cô giống như một cái xác không hồn. Sau khi trở về nhà, Thư Ý nằm trên giường cả ngày chán nản. Đương nhiên bố mẹ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cho dù có hỏi như nào thì cô vẫn không chịu nói. Lúc Thư Ý đang chán trường, Dịch Dương tới nhà tìm Thư Ý. Mẹ của cô còn tưởng con gái là bởi vì anh mà tâm trạng không tốt, thế là bà mắng anh xối xả, cũng chủ động lánh mặt để không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Thư Ý bơ phờ nói rằng cô chỉ coi anh như em trai mình. Dịch Dương cứ tự biên tự diễn bản thân đã đi ngàn dặm xa xôi tới đây chính là vì để được gặp Thư Ý. Dịch Dương không quan tâm đến cô bởi vì Thời Yến mà đau lòng, với tư cách là khách tới chơi đã nấu cho cô một bàn đồ ăn, đồng thời cũng đề xuất yêu cầu hy vọng cô sẽ đưa anh về trường cũ. Anh muốn biết về quá khứ liên quan đến Thư Ý. Kỳ nghỉ xuân đã kết thúc, Thư Ý lại lấy lại tinh thần trở lại công việc, bởi vì cuộc phỏng vấn trước đây với Dịch Dương đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Chủ biên bảo cô tiếp tục theo dõi Dịch Dương, cũng nhân cơ hội đề nghị giúp cô giới thiệu nhân mạch phỏng vấn những du học sinh trở về nước lập nghiệp. Thư Ý muốn dùng công việc để quên đi mọi thứ nhưng không kiểm soát được, thỉnh thoảng lại vào xem tin nhắn với Thời Yến. Đồng thời lúc đó Thời Yến cũng thường xuyên vào xem tin nhắn của hai người. Lịch sử trò chuyện vẫn còn lưu lại vào ngày Thư Ý rủ anh tới thủy cung. Thời Yến chú ý đến động thái của Thư Ý, thấy Thư Ý đăng bài phỏng vấn về Dịch Dương trên vòng bạn bè. Thời Yến đột nhiên cảm thấy không vui, cho rằng Thư Ý đối với bản thân không hề quan trọng, không đủ để ảnh hưởng đến cảm xúc của đối phương. Thời Yến cảm thấy lạc lõng lúc xuất hành, thậm chí còn không muốn đi xe biển số ngũ 6 gây thu hút sự chú ý. Thời Nguyệt gần đây cảm thấy không khỏe, Thời Yến chỉ đơn giản yêu cầu cô từ chức yên tâm dưỡng bệnh. Cô quay trở lại công ty để xin Thư Ý nghỉ phép dài hạn. Thư Ý hiểu lầm gia đình Thời Yến không để cô tiếp xúc với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cố gắng lấy hết can đảm đến công ty tìm Thời Yến để xin lỗi. Thời Yến lại không ra mặt, bảo trợ lý nói với cô rằng anh muốn dừng hợp tác với bên Thư Ý. Cô không muốn chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng đến tạp chí, vì vậy gửi tin nhắn trịnh trọng xin lỗi. Anh biểu thị bản thân đã muốn nói thật từ lâu, nhưng sợ mọi chuyện sẽ kết thúc như này. Thời Yến sau khi xem xong cũng cảm thấy tốt hơn chút, vốn muốn chấp nhận lời xin lỗi, nhưng tin nhắn tiếp theo của Thư Ý gửi tới lại là thỉnh cầu không chấm dứt hợp tác giữa công ty và tạp chí. Thời Yến lầm tưởng Thư Ý nói nhiều như vậy vì để duy trì sự hợp tác. Anh tức giận đến mức đưa cô vào danh sách đen, trùng hợp bỏ lỡ tin nhắn biểu thị thật lòng của cô. Thư Ý không còn cách nào khác ngoài việc gửi một email khác cho Thời Yến, không muốn mối quan hệ giữa hai người mang lại tổn thất cho tạp chí. Biểu cảm của Thời Yến vô cùng nghiêm túc, anh liền hỏi trợ lý, nếu người cậu thích đang tức giận cậu sẽ làm gì? Trợ lý liền trả lời nếu tình huống nghiêm trọng thì phải gặp mặt xin lỗi, lần sau không được phép lặp lại. Nói tới việc gửi email để xin lỗi, bây giờ ai còn gửi email nữa chứ? Nghe thấy điều này Thời Yến càng cảm thấy khó chịu hơn. Thư Ý vì để giữ hợp tác hai bên quyết định rút lui khỏi hạng mục của công ty Thời Yến, mà chủ biên đã đem hạng mục này giao cho Vũ Linh. Cô ả dương dương tự đắc tuyên bố sẽ làm tốt hơn Thư Ý, tiếc là cô ta có tới bao nhiêu lần đều thất bại. Thời Yến hoàn toàn từ chối nhận lời phỏng vấn của cô, Dụ Du rủ Thư Ý đi ăn tối cùng nhau muốn hỏi về tình hình hiện tại của Thời Nguyệt. Thư Ý cũng đang muốn nghe ngóng tin tức của Thời Yến, biết được giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, mà lời xin lỗi của Thư Ý kỳ lạ như vậy. Dụ Du ngay lập tức biết vấn đề ở đâu, lý do khiến Thời Yến tức giận đó là vì những gì đã xảy ra, nhưng những thứ mà cô phân minh phần lớn nghiêng về công việc mà không hề nghĩ tới cảm nhận của Thời Yến. Thư Ý cuối cùng cũng hiểu mình đã sai ở đâu, cùng lúc đó Thời Yến cũng biết được tin Thư Ý đã rút lui khỏi hợp tác. Anh hỏi Thời Nguyệt nếu như một cô gái chủ động theo đuổi một chàng trai, nhưng khi có vấn đề nảy sinh con gái không còn chủ động nữa, đây rốt cuộc là tại sao? Thời Nguyệt liền đặt vào vị trí của mình rồi trả lời, luôn chủ động cũng sẽ mệt mỏi. Bây giờ là lúc chàng trai nên tìm cơ hội chủ động. Thời Yến suy nghĩ trầm tư một hồi, buổi tối anh tới nơi trước đó anh và cô từng đi qua. Anh nhớ lại cảnh hai người bên nhau, tình cờ là Thư Ý cũng đến nơi đó. Tiếc rằng họ đã đi qua nhau theo hướng ngược lại. Dịch Dương mời Thư Ý tham dự bữa tối từ thiện, không ngờ vừa tới nơi Thư Ý nhìn thoáng qua đã thấy Thời Yến. Bốn mắt hai người lập tức va vào nhau, Thời Yến không thể khống chế được trái tim mình bước về phía Thư Ý. Trùng hợp bạn gái cũ đột nhiên gọi anh lại, mối quan hệ giữa ba người ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Dịch Dương không thể chịu được dáng vẻ Thư Ý, nhìn Thời Yến ghen tị kéo theo cô rời đi. Cô đau lòng dùng rượu để giải sầu, Dịch Dương nhìn thấy cũng đau lòng thay cô. Thế là lại một lần nữa tỏ tình, anh có thể trở thành một người bạn trai tốt và mẫu mực. Đáng tiếc trái tim của cô đã có người thuộc về, cho dù là không thể ở bên đối phương tạm thời cũng không chấp nhận người khác. Đồng thời bạn gái cũ muốn quay lại với Thời Yến thẳng thừng từ chối. Sau đó lập tức đi tìm Thư Ý, thấy Dịch Dương vì để cho Thư Ý vui liền đưa cô trèo lên cây. Thời Yến đi tới bảo Thư Ý đi xuống, Thư Ý say đến mức cho rằng anh quá hung dữ. Cô bảo anh dỗ cô đi tiên nữ tới chỗ anh có được không, để chút giận Thư Ý đã cắn vào cổ Thời Yến. Cắn xong còn nhân cơ hội hôn Dịch Dương ở trên cây, nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng. Chỉ trích Thời Yến nhân cơ hội lúc người ta không tỉnh táo, nếu như đã không thể mang lại hạnh phúc cho đối phương vậy thì tránh xa ra. Thời Yến bá đạo nói bất cứ những thứ mà Thư Ý muốn bản thân đều sẽ dùng cả hai tay để dâng hiến. Nói xong Thời Yến đưa cô ra xe, Thư Ý trong lúc mơ hồ vẫn luôn gọi tên của Thời Yến. Thời Yến đau lòng ôm lấy cô, bọn họ đều có thể nhìn thấy anh, chỉ có em là không thể. Trịnh Thư Ý, em đối với anh đã bao giờ thật lòng với anh chưa? Vốn là cơ hội tốt để cả hai hóa giải hiểu lầm, đáng tiếc vào thời khắc quan trọng Thư Ý đã ngủ quên. Thời Yến không nghe được câu trả lời mình mong muốn lại rơi vào bối rối. Ngày hôm sau khi Thư Ý tỉnh lại nhận được tin nhắn từ Dịch Dương, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra tối qua. Thư Ý nhận được hoa quả và quà từ Dịch Dương. Tâm tư theo đuổi người của Dịch Dương nhìn thoáng qua đã biết. Đồng nghiệp cũng đem tin này nói cho trợ lý của Thời Yến. Thời Yến sớm biết được chuyện này sắc mặt lập tức tối sầm lại. Anh không thể xác nhận rằng Thư Ý có thật lòng với mình, ngày càng rơi vào trạng thái overthinking, tự dày vò bản thân kéo bạn bè cùng đi uống rượu. Thư Ý cũng đang cùng Sang Sang tâm sự chuyện tình cảm, Sang Sang khuyên cô nên suy nghĩ về Dịch Dương. Dù sao điều kiện của Dịch Dương cũng không thua kém Thời Yến. Thư Ý thành thật nói, cô không có tình cảm với Dịch Dương. Bây giờ cô vừa mới chia tay, trong lòng vẫn không quên được Thời Yến. Tình cờ Sang Sang và Quan Tế cũng quen nhau, cô gọi điện cho đối phương. Biết Thời Yến ở bên cạnh không nhịn được mà bất bình thay Thư Ý. Vậy anh hỏi anh ta rốt cuộc muốn hành hạ Thư Ý tới bao giờ? Thư Ý từ chỗ Dịch Dương biết được đêm đó là Thời Yến đưa cô về nhà. Thế là lại suy nghĩ, Thư Ý lấy hết can đảm đến gặp Thời Yến và giải thích rõ ràng. Vừa xuống xe nhưng lại nhìn thấy Thời Yến đi ra ngoài cùng một cô gái khác. Cô hiểu lầm xung quanh anh vẫn còn người khác, bản thân đã bỏ lỡ cơ hội xin lỗi. Thế là bảo tài xế lái xe rời đi, điều này cũng khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng xa. Ngày hôm sau đi làm đồng nghiệp nói với cô, Thanh Mai Trúc Mã của Thời Yến vừa trở về Trung Quốc. Không những vừa xuống máy bay trực tiếp đi tìm Thời Yến, tâm sự suốt cả đêm còn tới công ty giúp đỡ Thời Yến. Thư Ý đoán rằng cô gái bản thân nhìn thấy hôm qua chính là Thanh Mai Trúc Mã, xem ra bản thân và anh sớm đã kết thúc. Trùng hợp là chủ biên không hài lòng với cách Vũ Linh phỏng vấn, vì để xoay chuyển tình thế chủ biên yêu cầu Thư Ý tạm thời gác lại cảm xúc cá nhân, tiếp tục cuộc phỏng vấn với công ty Thời Yến. Thư Ý nhận thức rõ ràng Thời Yến đang phải đối mặt với vấn đề cổ đông rút vốn, mặc dù cô ấy không thể giúp được gì nhiều, nhưng cũng muốn hiểu rõ tình hình của anh. Cô tới công ty của Thời Yến, hai người gặp lại sau nhiều ngày xa cách. Rõ ràng trong lòng họ đang giả bộ, nhưng cũng bởi vì nhiều hiểu lầm và sợ hãi mất đi không dám thành thật nói. Thư Ý muốn gọi tên Thời Yến, nhưng lời vừa tới miệng lại thôi. Cuối cùng đem cảm xúc nuốt ngược vào gọi anh một tiếng Thời Tổng. Thời Yến vẫn đang chờ Thư Ý cho anh một lời giải thích, không muốn chuyện ngoài can thiệp vào, chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề tình cảm. Thất vọng là lần này anh mong đợi lại là cô tới để bàn công việc. Thời Yến hiểu lầm cô coi trọng công việc hơn, thế là cự tuyệt rời đi. Thư Ý vừa đi tới sảnh Thời Yến xuất hiện, đông đảo phóng viên vây quanh anh, nhiều người hỏi anh ý kiến về việc cổ đông rút cổ phiếu. Thời Yến liếc nhìn Thư Ý đang đứng bên ngoài, nói hai câu đầy ẩn ý. Cho dù là Vân Sang hay là tôi đều không chấp nhận một điều gì đó không vững vàng. Ý định ban đầu của Thời Yến là để Thư Ý đối mặt trực diện với vấn đề. Tuy nhiên Thư Ý cũng hiểu anh rất ghét bản thân tiếp cận anh vì tham vọng. Hai người hoàn toàn mất đi khả năng hòa giải, cô trở về công ty trong tuyệt vọng. Vô tình đụng phải Vũ Linh, cơ thể vốn vẫn ổn nhưng cô lại quỳ sụp xuống dưới đất khóc. Đồng nghiệp tưởng rằng do đụng đau, chỉ có bản thân cô mới biết điều làm cô tổn thương là tình yêu đã mất. Sau khi cảm xúc bình phục trở lại, Thư Ý đã xóa kết bạn ở WeChat với Thời Yến, muốn hoàn toàn buông bỏ cảm giác tuyệt vọng này. Thời Yến đã đến quán mì yêu thích của Thư Ý, trong niềm nhung nhớ cầm điện thoại lên nhìn từng khoảnh khắc giữa cả hai. Anh không muốn lừa dối trái tim mình nữa, cuối cùng chủ động một bước gửi tin nhắn hỏi cô có muốn tới quán mì không, nhưng phát hiện đối phương đã xóa bạn bè với mình. Thời Yến buồn bã và lạc lõng, tưởng Thư Ý không còn muốn dính líu đến bản thân nữa. Những hiểu lầm giữa hai người ngày càng gia tăng thay vì giảm bớt. Ngày hôm sau, Thời Nguyệt Dụ Du gặp Thư Ý và Dịch Dương khi đi mua sắm. Cô lập tức đem tình hình nói cho Thời Yến, nhắc nhở anh rằng nếu không hành động gì nhỏ sẽ bị người khác cướp mất. Thời Yến nổi cơn ghen, lái xe dưới mưa tới bên dưới nơi ở của cô. Trùng hợp Thư Ý bị ốm đang chuẩn bị đi tới bệnh viện. Thời Yến gọi cô lại, Thư Ý tưởng mình đang bị ảo giác. Cho đến khi giọng nói của Thời Yến lại vang lên, cô vẫn không dám tin liền quay đầu lại. Thời Yến muốn đưa cô đến bệnh viện, Thư Ý muốn hỏi tại sao Thời Yến lại xuất hiện ở dưới nhà cô, nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách. Nghĩ tới đây, ấm ức cộng thêm đau lòng khiến cô bật khóc. Khi y tá cầm bơm tim, anh thấy cô căng thẳng sợ hãi liền dùng tay che mắt cô lại. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng, hai người cũng có cơ hội ngồi lại nói chuyện. Thời Yến hỏi cô vì sao vừa rồi lại khóc, Thư Ý trong lòng trả lời nếu ngày đó không có chuyện gì xảy ra bây giờ cả hai có thể cùng nhau ngắm sao. Thời Yến nói nếu không phải chuyện đó, lẽ ra giờ này cô chắc đang ở nhà anh rồi. Thư Ý không hiểu tại sao anh ấy lại nói vậy, nhưng không dám kiểm chứng ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Chính vào lúc bầu không khí đang căng thẳng, y tá gọi đi lấy thuốc. Thư Ý quay trở lại thì Thời Yến đã biến mất. Cô cảm thấy vô cùng lạc lõng, không ngờ Thời Yến lại mang theo nước nóng. Sự chu đáo của Thời Yến cũng sưởi ấm trái tim cô. Trở về dưới tầng nhà của Thư Ý, lúc này cô đã ngủ rồi. Thời Yến nhận được cuộc gọi từ Thanh Mai Trúc Mã, hẹn anh ngày mai cùng mình đi ăn cơm. Thư Ý tỉnh dậy đúng lúc và nghe thấy nội dung cuộc điện thoại. Cô muốn biết anh có tới điểm hẹn vào ngày mai không? Ngày mai anh có đi không? Vậy em muốn anh đi hay không? Đương nhiên là không muốn anh đi, bây giờ em dựa vào tư cách gì để nói điều đó? Bởi vì theo lịch vạn niên ngày mai không thích hợp xuất hành, không nhận được đáp án mà mình mong muốn. Thời Yến để cô xuống xe sau đó thất vọng rời đi. Ngày hôm sau Thời Nguyệt gọi điện nói bản thân muốn quay lại làm việc, nhưng biết được Thư Ý đang ở trong bệnh viện truyền nước. Thời Nguyệt cũng đem việc này báo cho Thời Yến, Thời Yến lập tức bỏ việc đi thẳng đến bệnh viện. Thư Ý đang ngủ ở trong bệnh viện, lúc tỉnh lại phát hiện Thời Yến dùng áo đắp lên người mình, mà anh cũng đang ở ngay bên cạnh. Hai người cứ phát cẩu lương mà không hề hay biết, khiến những bệnh nhân bên cạnh phải ghen tị. Lúc rời đi chân của cô vẫn còn yếu, Thời Yến còn tưởng rằng cô lại diễn kịch nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt không còn chút sức lực của cô, Thời Yến bước tới ôm lấy cô, cái ôm quen thuộc khiến Thư Ý cảm thấy thoải mái. Nó cũng khiến cô mở lòng và nói ra những điều cô luôn muốn nói. Em cũng không phải hoàn toàn lừa anh, em cũng không biết em đã yêu anh từ lúc nào và muốn cùng anh có một cái kết hoàn mỹ. Cuối cùng cũng có được câu trả lời mà bản thân mong muốn. Thời Yến lại kiêu ngạo nhìn biểu hiện của cô. Sau khi trở về nhà, Thư Ý ngay lập tức kết bạn với tài khoản WeChat của Thời Yến. Cô hỏi anh mẫu bạn gái lý tưởng của anh là như nào, anh liền trả lời đó là điềm đạm, good girl và nghiêm túc. Thư Ý ngay lập tức giới thiệu bản thân, biểu thị bản thân hoàn toàn là mẫu hình lý tưởng đó. Thời Yến trực tiếp chụp lại những lời yêu đương mà cô gửi trước đó. Cô ngay lập tức bị vả mặt làm ầm ĩ bảo anh đừng gửi nữa. Cuối cùng cả hai lại nối lại tình xưa, cười tới mức không thể ngậm được mồm. Cuối tuần Thư Ý tới cùng tăng ca với Thời Yến, vì để cố gắng hết sức biểu hiện, cô làm đủ tư thế để Thời Yến chú ý đến mình. Thời Yến trực tiếp đặt hai vé xem phim đưa cô ra ngoài đi hẹn hò. Tình cờ trong rạp hai người lại gặp Thanh Mai Trúc Mã của Thời Yến. Đối phương cũng nhiệt tình chào hỏi nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt của Thời Yến. Thanh Mai Trúc Mã không cam tâm. Trong suốt bộ phim liên tục hỏi Thời Yến có muốn uống gì không, Thời Yến trực tiếp từ chối mà không thèm. Quay lại nhìn Thư Ý thừa thắng xông lên đút cho Thời Yến bỏng ngô. Thời Yến vốn không thích đồ ngọt, tuy nhiên vẫn vui vẻ nhận lấy. Xem xong phim Thanh Mai Trúc Mã lại nhân cơ hội Thư Ý đi vệ sinh hẹn Thời Yến cùng đi ăn cơm. Lúc Thư Ý quay lại nhìn thấy cảnh này, cô lập tức bước tới để tuyên bố chủ quyền của mình. Đi tới cửa Thư Ý lại biểu đạt không muốn ngồi ô tô, muốn cùng anh tản bộ phim cũng xem rồi đi dạo một lát có sao. Khởi Yến kêu cô nên hiểu rõ ai mới là người cần biểu hiện cho tốt. Thư Ý cũng tự nhận thức chán trường bước lên xe, nhưng anh lại kéo cô lại đưa tay lên chạm vào mặt cô. Thư Ý nhắm chặt hai mắt lại, kết quả anh chỉ đang giúp cô đeo vòng cổ bị rơi trong rạp chiếu phim. Làm gì thế, tưởng rằng anh hôn em à? Sau khi lên xe Thư Ý nhận được tin nhắn của Dụ Du khiến tổng tài bá đạo ghen nổ mắt. Anh ra trưởng lập tức giật lấy điện thoại. Trong cái nhìn của anh, bất kể ai quan tâm tới Thư Ý, anh tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội. Thư Ý sắp đi công tác, vốn định sẵn Thời Yến đi tiễn cô nhưng công ty có việc nên anh chỉ đành bảo tài xế đưa cô đi. Cô chỉ đành giả bộ giận hờn, Thời Yến dỗ ngọt vài câu rồi đứng dậy rời đi. Thư Ý trách anh thiếu kiên nhẫn, nào ngờ anh lại nói là đi nấu mì cho tiên nữ khiến cho cô lại bật chế độ hạnh phúc. Ngày tiếp theo Thư Ý đưa Thời Nguyệt đi cùng, sau khi xong việc hai người cũng tiện ra ngoài chơi. Thư Ý gửi những bức ảnh đẹp cho Thời Yến lập tức gọi điện tới. Thư Ý cách Giang Thành rất xa Tiểu Yến, thời gian mỏi mắt chờ nhưng anh nhớ em, hai người đúng là ngọt ngào. Tinh Châu xin việc không thành, còn bị công ty sa thải. Hôm nay tên cha nam cuối cùng cũng nghĩ Thư Ý tốt biết bao, uống rượu ngắm nhìn ảnh của hai người. Lệ Trí bất mãn vị trí trong lòng, bản thân lại không bằng một người đã chia tay rồi. Thế là tức giận lớn tiếng cãi nhau, có điều Lệ Trí cũng khó mà giữ được chức vụ, cũng bị công ty sa thải, ôm đồ đạc của mình rời đi. Tình cờ lại chạm mặt Thời Yến trong thang máy, vì cố tình đâm bị thóc chọc bị gạo. Cô ta đuổi theo Thời Yến nói Tinh Châu vẫn luôn không quên được Thư Ý. Thời Yến là một người đàn ông gia trưởng mới lo được cho em, anh ra sức bảo vệ vợ. Cảnh cáo cô còn nói những thứ liên quan tới Thư Ý, nhất định sẽ khiến cô không sống yên. Kết thúc chuyến công tác, tài xế của Thời Yến đến đón Thư Ý và đưa cô về nhà. Tài xế sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng rời đi, nhưng lại nhìn thấy Tinh Châu tới dưới nhà của Thư Ý. Tài xế lập tức xông tới dạy cho tên cha nam một trận, rồi đem tin tức nói cho Thời Yến. Thời Yến lập tức chạy tới bất chấp là đang họp. Anh kéo đối phương ra, mặc kệ tên cha nam đứng ngoài đóng sầm cửa lại, rồi hai người trao nhau cái hôn nồng cháy, tuyên bố chủ quyền. Sau đó anh mở cửa và cảnh cáo Tinh Châu, nếu anh còn nhìn thấy đối phương ở đây tuyệt đối sẽ không nương tay. Giải quyết xong chuyện này, Thời Yến lại vội vàng quay lại cuộc họp. Có điều anh gửi tin nhắn nói với Thư Ý nhất định phải chờ anh. Lúc Thời Yến quay trở lại thì đã say khướt. Thư Ý nhìn bạn trai thường ngày lạnh lùng nghiêm túc, hôm nay lại như con người khác, nũng nịu đòi gọi mình là bảo bối. Sau khi được Thư Ý nguyện, cô cũng sợ Thời Yến ngày mai sẽ quên mất những lời cô vừa nói. Nào ngờ anh lại ôm lấy cô rồi để lại bằng chứng ở trên cổ cô. Ngày hôm sau lúc anh tỉnh dậy đang muốn rời đi, Thư Ý tới lấy điện thoại của anh rồi đổi tên biệt danh của mình. Lúc anh ăn sáng với người nhà, điện thoại đột nhiên vang lên. Ai là cục cưng bé bỏng thế bạn gái sao? Trước giờ chưa từng thấy chú ngọt ngào như vậy. Thư Ý ở bên kia tình yêu và sự nghiệp đi đôi, cũng đã thay đổi so với thời kỳ suy thoái trước đó. Trên mặt đã xuất hiện nụ cười trở lại. Hôm đó Thư Ý bảo Thời Yến đi cùng mình tới sân bay để đón Sang Sang vừa đi công tác trở về. Trong lúc chờ đợi, hai người ở trong xe lại mặn nồng. Lúc này Sang Sang gọi điện tới nói với Thư Ý thần tượng của cô cũng đang ở sân bay. Thư Ý ngay lập tức vứt Thời Yến ở lại, còn mình đi tìm thần tượng. Sang Sang nói có tin đồn nữ thần tượng đã bí mật kết hôn và có con. Thư Ý không tin điều đó, nếu như lén kết hôn sinh con mình sẽ diễn màn tự dừng cuộc chơi cho cậu xem. Thời Yến ghen tị vì thần tượng mà cô vứt bỏ anh. Thư Ý trêu chọc ghen tị với cả phụ nữ, chê anh quá vô lý. Kết quả anh lại thừa nhận bản thân là người vô lý, câu nói này cũng khiến cô lo lắng. Cô rõ ràng là người có lỗi với anh, nhưng lại nhận được sự tha thứ từ anh mà không cần phải trả bất cứ cái giá nào. Cô sợ một ngày nào đó anh đột nhiên thức tỉnh, muốn suy nghĩ lại những lựa chọn hiện tại. Trở về nhà, Thư Ý vẫn đang âu sầu. Thời Yến nhận thấy tâm tình của cô thay đổi. Đầu tiên trấn an cô ấy bằng một nụ hôn và sau đó an ủi cô ấy những chuyện đó đều đã qua rồi. Vậy thì trong tim của em cũng nên kết thúc rồi. Ngày hôm sau Thời Yến đón cô đi làm, Thư Ý gõ lên tay vịn để biểu thị rằng cô muốn nắm tay. Kết quả Thời Yến trực tiếp đeo vòng tay cho cô, nói đây là quà bù đắp. Không chỉ như vậy, anh cũng đem quà tặng bù đắp toàn bộ những ngày lễ tới. Thư Ý vui vẻ mời Thời Yến đi ăn, giữa chừng thì anh nhận được điện thoại. Anh thăm dò cô xem có muốn nói chuyện với chị gái mình không. Thư Ý không biết rằng người đối diện chính là thần tượng mà bản thân vẫn theo đuổi. Cảm thấy chưa gặp mặt mà đã nghe điện thoại thì không được lịch sự cho lắm, vì thế đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện cùng thần tượng. Thư Ý hỏi về công việc của chị Thời Yến, anh trả lời cô là ca sĩ. Thư Ý cũng muốn xem ảnh của chị gái anh, nhưng trong điện thoại di động của Thời Yến lại không có bức ảnh nào. Thư Ý không tin, Thời Yến bảo cô tự xem đi, mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của cô ấy. Thư Ý vô tình tự ăn phải cẩu lương của chính mình, bỗng nhiên quên luôn chuyện chị gái Thời Yến. Tâm trạng tốt của cô vẫn luôn tiếp tục phát huy trong công việc. Cô khen ngợi Thời Nguyệt viết bản thảo rất hay. Thời Nguyệt nói đùa rằng chính dì nhỏ đã dạy cô rất tốt, còn nói chú bảo cô tiếp tục học tập. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị Vũ Linh nghe thấy. Cô ta đoán chú của Thời Nguyệt chắc là ông lão lớn tuổi gì đó, vì thế dựa vào chủ quan tung tin đồn nhảm trong công ty, nói rằng Thư Ý cặp kè với một ông lão chỉ để moi tiền. Thư Ý nghe được tin thấy tin nhắn vu khống là truyền từ trong nhóm của Vũ Linh. Thư Ý lấy ra tin nhắn bằng chứng, Vũ Linh không có ý muốn cùng cô nói lý luận, quay người rời đi. Thư Ý đuổi theo, tay không cẩn thận bị kẹp vào cửa, vì để chứng minh bản thân trong sạch. Thư Ý yêu cầu tổng biên tập giải thích. Vũ Linh trước đây từng ăn cắp tài liệu phỏng vấn của cô, cướp đi phỏng vấn. Thư Ý cũng không hề tính toán, nhưng lần này cô ta phao tin đồn lung tung về đời tư của Thư Ý. Biên tập chỉ an ủi Thư Ý mấy câu, khuyên cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Lần này cô chắc chắn sẽ cho Thư Ý một lời giải thích. Thư Ý bực bội tới tìm Thời Yến. Cô ỏng a ỏng ẹo, nũng nịu dựa vào vòng tay của người yêu. Tay cô ấy bị thương, sau này việc ăn uống cần người chăm sóc. Thời Yến nhìn Thư Ý yếu đuối chợt nảy ra một ý tưởng. Em chuyển tới nhà anh đi, mọi đáp ứng của em anh đều làm. Thư Ý có vẻ ngạc nhiên, trong đầu cô loạn cả lên, cảm thấy tiến độ này giữa hai người phát triển cũng nhanh quá, sao lại trực tiếp nhảy tới bước sống chung rồi. Bừng tỉnh sau một hồi kinh ngạc, Thư Ý về nhà và vui vẻ thu dọn hành lý. Trước khi rời đi cô làm nũng đòi Thời Yến hôn. Thời Yến vẻ mặt nghiêm túc bảo cô đừng làm loạn nữa, đây là văn phòng. Thời Yến cởi cà vạt, Thư Ý cũng nhận ra mình đang đùa giỡn với lửa, lập tức đứng dậy rời đi nhưng không mở được cửa. Lúc này Thời Yến ôm Thư Ý từ phía sau, nói xong anh nắm tay cô mở cửa. Thư Ý ngay lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Hoàn thành công việc, Thời Yến đến nhà Thư Ý dưới sự chỉ huy của Thư Ý giúp cô thu dọn đóng gói quần áo, đồ trang điểm. Buổi tối Thời Yến đích thân xuống bếp, anh cũng đút cho Thư Ý ăn cơm và trái cây. Thấy anh bận rộn làm việc, Thư Ý định đi tắm và ngủ trước. Bác sĩ không phải nói lúc tắm cũng cần giúp mà. Cô vô cùng kiên định không cần phải giúp. Nếu không làm được em sẽ gọi anh là bố. Ngay giây sau liền bị vả vào mặt một cú đau đớn. Thư Ý không thể cởi nội y bằng một tay hết cách. Cô chỉ đành gọi Thời Yến là bố. Nhờ anh tháo nội y giúp mình. Thời Yến sau khi giúp cô xong Thư Ý ngại ngùng lập tức bỏ chạy. Sau khi tắm xong Thư Ý đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm. Trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ đen tối. Cô hồi hộp bám chặt vào chân. Thời Yến tắm xong liền đi ngủ nằm cạnh Thư Ý. Thời Yến hoàn toàn không hề ngủ được. Nhưng Thư Ý thì sớm đã chìm vào giấc ngủ. Cô thậm chí còn quay người ôm Thời Yến. Đây là sự cám dỗ mạnh mẽ đối với Thời Yến. Anh chủ động hôn Thư Ý, vô tình đè vào bàn tay bị thương của Thư Ý. Vì để không làm cô bị thương, Thời Yến chọn đi tắm vào lúc nửa đêm hạ hỏa cho bản thân. Thư Ý thức dậy vào ngày hôm sau, Thời Yến đã tới công ty rồi. Cô trong lòng bất mãn, bản thân đã dâng tới tận cửa rồi. Thời Yến vậy mà lại chẳng thèm đả động gì, ngay cả một nụ hôn cũng không. Thư Ý nghỉ ngơi ở nhà bắt đầu do dự một vấn đề, chẳng lẽ bản thân không có sức hấp dẫn với Thời Yến? Lúc ăn cơm tối Thư Ý bắt đầu trêu chọc anh. Cô chủ động ngồi lên đùi Thời Yến, anh vẫn ngồi yên bất động tập trung đút cho cô ăn. Tác chiến lần này thất bại, Thư Ý vẫn chưa bỏ cuộc. Lúc Thời Yến bận rộn với công việc, cô mặc bộ đồ ngủ gợi cảm cố tình mở rộng cổ áo. Thời Yến buộc mình phải giữ cái đầu lạnh, nhắc cô uống thuốc giảm đau trước khi đi ngủ. Tối nay chỉ đành từ bỏ kế hoạch quyến rũ, nhưng tinh thần Thư Ý mạnh mẽ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đêm hôm sau cô lại ngồi trên giường mặc bộ đồ ngủ màu đen. Sau bữa tiệc Thời Yến vào phòng nhìn thấy chiếc váy mà cô đang mặc lập tức xoay người đi tới phòng khách. Tình cờ thấy máy tính của Thư Ý đang đồng bộ hóa lịch sử trò chuyện của cô ấy với Sang Sang. Cô phàn nàn với Sang Sang về Thư Yến có vấn đề. Thân là nam tử Hán sao có thể chịu được sự sỉ nhục này được. Anh nhanh chóng chạy vào phòng tháo đồng hồ cởi cà vạt trao cho đối phương cái hôn. Ngày hôm sau Thư Ý tỉnh dậy trong vòng tay của Thời Yến. Dịch Dương biết được cô bị thương còn đặc biệt gọi điện tới. Thời Yến ở bên cạnh cố tình gọi tên Thư Ý rồi một lần nữa hôn. Anh nghe thấy giọng nói của Thời Yến. Dịch Dương biết rõ điều đó, bản thân không thể bước vào trái tim Thư Ý. Thư Ý đang nghỉ ngơi ở nhà, chào đón Thời Yến, tan làm ở trước cửa đưa cho anh ấy một cốc nước, chủ động giúp Thời Yến cởi áo khoác đắm mình trong ngọt ngào suốt cả ngày. Nhưng cô lại chưa gặp người nhà anh. Một lần ngẫu nhiên bảo Thư Ý tiếp xúc với người nhà của mình. Thư Ý nhìn thấy thần tượng của mình trên mạng, bức ảnh ôm anh rể Thời Yến, cô cho rằng thần tượng của mình là Tiểu Tam, trong lòng vô cùng buồn bực. Trùng hợp Thời Nguyệt xảy ra tai nạn đang ở trong viện, Thư Ý vội vàng đến bệnh viện còn đem tin đồn kể cho anh. Quay đầu lại nhìn thấy thần tượng đứng ở phía sau, đối phương là chị gái của Thời Yến. Sau đó Thư Ý mới nhận ra rằng mình đã sai, chị gái Thời Yến đã bí mật kết hôn sử dụng nghệ danh hoạt động trên sân khấu. Trong cơn tức giận Thư Ý đuổi Thời Yến ra khỏi phòng, phạt anh hôm nay ngủ trên sofa. Thư Ý đem chuyện này nói với Sang Sang, nói bản thân vẫn chưa nguôi giận. Thời Yến đừng mơ vào cửa lời vừa dứt, Thời Yến dùng chìa khóa mở cửa đem Thư Ý bế lên giường. Anh muốn biết làm sao để cô mới nguôi giận. Sang Sang ở bên kia đầu dây đưa ra chủ ý cho anh, điều này không hề đơn giản. Xông lên đi đừng chiều cô ấy. Thời tổng nghe thấy lời kiến nghị của Sang Sang, anh đem điện thoại của Thư Ý vứt sang một bên. Ngày hôm sau Thư Ý trở lại làm việc. Vũ Linh đã từ chức khỏi công ty, mọi người cũng biết mối quan hệ giữa Thư Ý và gia đình Thời Yến. Thư Ý cuối cùng đã gặp được gia đình Thời Yến, nhưng Thời Yến vẫn chưa gặp được mẹ của Thư Ý. Cơ hội cũng đã tới lúc Thư Ý đang tắm, Thời Yến chưa được sự cho phép đã nhấc máy lên nghe. Thư Ý vẫn chưa biết tình hình, anh đón mẹ của Thư Ý đến nhà, còn đặc biệt tự mình vào bếp nấu ăn. Trong lúc ăn Thời Yến nói bình thường đều là con nấu ăn cộng thêm chăm sóc cho Thư Ý. Thấy con gái đã tìm được một mái ấm tốt, người mẹ cũng yên tâm rồi. Gần đây công ty Thời Yến có vấn đề bị đưa lên trang đầu. Thư Ý sau khi biết về việc này, đợi anh trở về liền trao cho anh cái ôm ấm áp. Cả hai ôm nhau thật chặt. Thời Yến cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều, dư luận ngày càng gay gắt. Trên mạng có rất nhiều bài viết bôi nhọ Thời Yến là một phóng viên tài chính. Thư Ý sẵn sàng sử dụng sự thật giúp Thời Yến làm dịu cơn bão. Sau khi báo cáo chuyên môn của Thư Ý được phát hành dư luận đảo chiều, Thời Yến thấy cô vì anh mà cố gắng làm bất giác nở nụ cười. Thư Ý được chủ biên tập khen ngợi. Qua phóng sự đặc biệt này đề nghị cô ấy chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc mở rộng hoạt động kinh doanh truyền thông. 3 tháng sau Thư Ý trên một cương vị mới, trở thành người lãnh đạo xứng đáng của nhóm truyền thông. Chủ biên tập muốn Thư Ý trở thành trưởng nhóm, đặc biệt mời tổng biên tập nghe báo cáo công việc của Thư Ý. Thư Ý tự tin hoàn thành báo cáo, khi trở lại chỗ ngồi định mời các đồng nghiệp ăn cơm, nhưng tổng biên tập lại không đồng ý về việc để cô làm nhóm trưởng. Ông cho rằng đối phương còn quá trẻ, cần phải mài giũa một thời gian nữa. Thư Ý cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau giờ tan làm, cô nhìn thấy bên cạnh có một nghệ sĩ đường phố. Cô hỏi tài khoản WeChat của đối phương, muốn chuyển chút tiền cho anh. Em muốn WeChat của người ta làm gì? Em đúng là thảm. Thời Yến không nói chuyện, anh dùng những nụ hôn để an ủi bạn gái. Về đến nhà liền làm đồ ăn ngon cho Thư Ý, còn để cô tùy ý trang điểm rồi chụp ảnh. Hai người cứ cười nói đùa giỡn, tâm trạng của Thư Ý thay đổi từ ảm đạm sang hạnh phúc bởi anh người yêu bá đạo của mình. Những bông tuyết chợt rơi ngoài cửa sổ. Thư Ý nhìn tuyết rơi, trên bầu trời khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Người ta nói những ai ở bên nhau ngày tuyết đầu mùa rơi sẽ yêu nhau mãi mãi. Thời Yến ôm chặt lấy Thư Ý, hai người không thể không hôn đối phương say đắm. Anh cũng muốn ở bên cô ấy mãi mãi, nói xong liền ôm lấy cô đi vào trong phòng. Một năm sau Thư Ý giành giải thưởng tin tức tài chính, cuối cùng được thăng chức lên trưởng nhóm truyền thông, việc kinh doanh của Thời Yến cũng thành công. Công ty anh sắp ra mắt thị trường, những điều tốt đẹp đến theo cặp. Thời Yến nhân cơ hội này lấy chiếc nhẫn ra cầu hôn Thư Ý, nhưng đối phương đã rút tay lại. Cầu hôn sao lại nói ít lời lãng mạn vậy? Sao anh lại im lặng? Tiên sinh anh là ai? Đừng tùy tiện bắt chuyện với gái xinh. Tôi là người đã có chồng rồi. Thời Yến hưng phấn bế Thư Ý lên rồi xoay một vòng, nhưng không ngờ được là chủ biên lại đi trước một bước. Chú rể chính là chú Quan, hai người đã yêu nhau thầm lặng từ lâu. Thư Ý tham dự đám cưới với tư cách phù dâu. Thời Yến nhìn cặp đôi hạnh phúc trên sân khấu, rồi nhìn Thư Ý bằng ánh mắt dịu dàng. Sau khi buổi lễ kết thúc còn có rất nhiều lời nhắc nhở đối phương nhất định phải cướp được hoa. Nếu như cướp được hoa thì em sẽ như nào? Lúc đang nói thầm vào tai, chủ biên bất ngờ ném hoa. Thư Ý nhanh chóng nhảy lên, tự hỏi liệu cô ấy có đón được hoa không. Nhưng có thể xác định là mối tình của cô với Thời Yến chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi nó bén rễ và nảy mầm. Và nó sẽ hướng tới một cuộc hôn nhân tươi đẹp. Tình yêu là thế, có phải trải qua phong ba bão táp. Nếu cuối cùng là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.